cái thời gian nó thấm thoát mau lắm. Mà chúng ta đã là những người Phật tử đã có một pháp môn cho chính mình, thì chúng ta phải nắm pháp môn đó và vững chãi để tiến xa, để tu tập, để chuyển hóa đau khổ. Chứ đừng để mất thì giờ để chúng ta ngồi đó luận tông này tông kia giữa tịnh độ với thiền. Trên này có câu hỏi đầu tiên, mà cái câu này á, nó giống như là một cái problem cho những người hành giả tu tập. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với các em đó, cuộc đời này chúng ta đã rất nhiều học giả, diễn giả rồi. Nhưng mà diễn giả hay học giả thì cũng số nào thôi. Còn cái số lượng phần đông á, là hành giả. Hành giả chiếm số lớn, còn học giả, diễn giả, thuyết trình viên vân vân là tạm một số nào thôi, để rồi cho người ta hiểu cái con đường, cái cách. Chứ đừng có bị những cái pháp môn đó làm khổ mình. Pháp môn là để cho mình tu để hết khổ, chứ không phải pháp môn để cho mình dính mắc vào đó, để rồi chúng ta ngồi đó luận, chỉ trích, phê bình. Nó không đúng với cái đường lối và cái mục đích của pháp môn. Chữ môn là gì? Là cánh cửa. Chữ pháp là con đường. Con đường dẫn mình vào cửa. Cửa này là cửa tu chứ không phải cửa tử. Mà cuối cùng chúng ta biến pháp môn, tức là cửa tu, thành cửa tử. Nghĩa là chúng ta để mất thì giờ quá nhiều để ngồi bài thiền đã xích, đã tịnh. Cái này là cái đau lòng, cái nhức nhối của Đức Phật. Đức Phật không hề chia pháp môn, chẳng qua là tùy phương tiện căn cơ của từng người mà Phật dạy tu. Thế rồi bây giờ chúng ta dính vào cái cách đó rồi chúng ta bài xích lẫn nhau hay là phiền muộn lẫn nhau là không đúng đâu. Nếu là Phật tử có tư tưởng đó thì hãy nên bỏ đi. Bỏ để làm gì? Bỏ để cho tâm mình an ổn, tĩnh lặng. Mà có tĩnh lặng là mình mới có nhẹ nhàng đi được. Còn không thì tu, càng tu thì pháp môn nó càng rị mình lại, gọi là tu rị. Và cuối cùng mình không đi đâu được, không có đi xa được trên con đường đạo. Pháp môn là để cho mình tu mà, đâu phải để cho mình dính. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như đại chúng ngồi đây có 10 người bệnh, mà mỗi người bệnh mỗi kiểu. Người nhấc chân bị đau lưng, đưa cái thuốc đau nhức xương khớp. Người đau đầu cũng lại gọi là nhức, mà nhức đầu, uống Tylenol. Người cũng đau mà đều đau bụng, uống cái khác. Người cũng đau mà đau tai, uống cái khác. Người cũng đau mà đau cổ họng, uống cái khác. Mình không thể lấy một viên Tylenol trị nhức đầu, đưa tất cả mọi người, bắt mọi người phải uống cùng một loại thuốc đó. Nhưng mà nếu như ai đau đầu, uống Tylenol hết, thì cũng nhớ là Tylenol chỉ là thuốc trị nhức đầu, chứ nó là phương tiện trị bệnh đau đầu, chứ không phải là cứu cánh. Cái cứu cánh, cái rốt ráo, cái tột cùng là cho chúng ta hết đau đầu. Vừa rồi ở bên Linh Quang cũng có một vị hỏi câu này, rồi sáng nay mới ngồi xuống thấy câu này nữa. Thì thưa đại chúng, là nếu đại chúng thật sự thương cho tự thân tâm mình, muốn đi tu, tu đây là nghĩa là chuyển hóa đó, chứ không có gì đặc biệt đâu. Tu theo Phật tức là nhận pháp môn để chuyển hóa khổ đau chấp trước. Mà cái khổ lớn nhất của con người là khổ gì? Chấp. Cái khổ chính thức của con người là do chấp mà khổ thôi. Thí dụ Pháp Hòa chấp, Pháp Hòa là trụ trì, cho nên ai lỡ nói cái gì xúc phạm tới mình, nó bộ không biết tôi là trụ trì hả? Rồi thí dụ như bây giờ Pháp Hòa làm hội trưởng của một cái hội gì đó, mà người đó vô hỏi chú có phải người làm ở đây không? Nói trời, bộ mặt tôi giống người làm lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đừng chấp, nói giám đốc cũng làm, phải không?
mà dám làm cũng làm, mà đốc hay suối gì cũng làm hết. Thì người ta hỏi mình có phải người làm ở đây không? Mình chấp chi cái chữ là người làm với người chủ. Người chủ thì cũng vô đây làm, chứ không lẽ vô đây ngồi chơi. Thành thử ra mình chấp cái chữ thì mình khổ theo cái chữ. Chấp là gì? Là dính rồi đó. Thành thử ra cái khổ của con người á là không có gì hết, tại vì con người dính nhiều quá. Dính nhiều quá, thành thử dính đâu thì chúng ta khổ đó. Bây giờ đại chúng nghĩ có phải không? Bây giờ đừng nói cái dính gì hết á. Bây giờ thí dụ cho mình thích mua sắm, thích đi shopping, mà bước vô shopping là đụng gì mình cũng dính hết. Thì mình khổ theo cái thích shopping. Rồi cái người, thí dụ một người con trai, một người đàn ông mà đào hoa thì cũng khổ theo cái kiểu đào hoa, tại phải suy nghĩ hoài sao làm cho cái cô đó cũng thích mình. Phải suy nghĩ chữ, suy nghĩ cách nói. Thành thử ra đừng có bao giờ nói chữ đừng đây á, cũng khó. Mà chúng ta phải ráng làm sao là lỡ có chấp thì liền giật mình đang chấp đó. Như tự nhắc mình thôi. Hồi sáng Pháp Hòa đi trên xe thì Hòa nói với Phật tử, thật sự ra đó, tất cả chúng sanh ta còn đều là những người phàm phu sống trong đời này. Chúng ta không hết bệnh đâu. Bớt bệnh là mừng rồi. Giờ ngồi đây ai mà không ba cao một thấp. Người không cao đường thì người cao máu. Không cao máu thì cao mỡ. Không cao máu, cao đường, cao mỡ thì cũng phong thấp. Không, mà không phong thấp thì thấp khớp. Mỗi người có mỗi cái bệnh. Có hết bệnh đâu, nhưng mà có thuốc uống để nó bình bình cái bệnh là mình mừng rồi. Thế thì chúng ta cũng vậy, đừng có bắt ai phải hoàn toàn hết bệnh. Chính bản thân mình nhiều khi cũng bệnh tơi bời hoa lá mà mình không biết. Cho nên có một câu chuyện thiền. Có cái chú nọ, chú đi ngang, chú thấy một vị thầy ăn một miếng thịt. Chú nói tu hành mà còn ăn mặn. Ông thầy ông nói có một cái bụng rau mà làm như dữ lắm. Thì thật sự thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là thầy đúng hay là Phật tử đó đúng, mà câu chuyện này chỉ để nhắc chúng ta thôi. Chúng ta là những người tu thì đừng nhìn những người không tu rồi chúng ta coi thường. Mình tu đó là tại chuyện của mình muốn chuyển hóa bản thân mình. Mà biết đâu người ta không tu mà người ta có cách chuyển hóa của người ta. Mà nhiều khi người ta không tu mà tâm ta không có chấp trước. Còn mình càng tu càng biết nhiều thì mình lại càng chấp trước nhiều, thì mình lại càng khổ đau. Cho nên pháp là con đường, môn là cánh cửa. Cánh cửa mở ra để dẫn cho chúng ta thấy con đường đại lộ. Cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xum xuê. Như trăng kia đẹp chiếu xuống một cái dòng sông long lanh ánh trăng thề. Trăng có sáng mơ màng hay sáng vằn vặc, hạt kim cương kia vẫn thâu trọn vẹn. Phật là vầng trăng mát đi ngang trời thái không. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Chỉ cần hồ tâm chúng ta lặng thì trăng sáng trăng mờ, hồ kia vẫn soi vằng vặc. Cái quan trọng là mình ôm cái gốc, cái ngọn ôm làm gì? Thành thử ra tất cả các pháp môn niệm Phật hay ngồi thiền cũng cốt một mục đích là giúp cho tâm mình định. Mà định đâu không thấy, thấy loạn không? Nó trật đi cái mục đích của pháp tu. Mà chúng ta phụ lòng của Phật. Mà chúng ta cứ nói bạch Đức Thế Tôn, thưa Đức Từ Phụ. Không? Bây giờ Từ Phụ đâu không thấy, mà mình thấy mình có phụ nữa đó, mà phụ lòng. Phụ lòng mong mỏi của Phật. Phụ lòng mong mỏi của các bậc thầy của mình đã dày công nghiên cứu, hướng dẫn cho mình tu, mà rốt cuộc mình càng tu thì như ở tù. Thầy biểu đừng để dấu huyền, mình cứ cầm cái dấu huyền mình gắn vô. Càng tu càng túng, càng tối tâm, càng tồi túng, không có thoát được. Cho nên tất cả pháp môn
như là thuốc, bệnh gì uống thuốc nấy. Cho nên nhà Phật ta có câu: chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Quý vị có nhớ không? Đức Phật từ cõi trời đâu xuất xuống cõi người, Ngài về đây học tiếng nói của con người. Bởi vì Ngài sanh trong cõi người thì phải học tiếng nói của con người. Cái câu nó đơn giản nhưng mà nó sâu lắm, nó thông sâu lắm. Mình ở nước Mỹ phải nói nước tiếng Mỹ, chứ Pháp Hòa không thể ngồi đây với đại chúng mà đa số các em nó nói tiếng Anh rồi mình đi nói tiếng Pháp với nó, để chứng tỏ mình là người giỏi tiếng Pháp. Hay là mình sổ một lô tiếng Nhật, ở đây đâu có ai ghiền sushi đâu, lâu lâu ăn thôi. Mình qua nước Nhật, nếu mình biết tiếng Nhật mình cứ nói tiếng Nhật. Thật ra mình phải biết bệnh gì uống thuốc này, và đừng có lấy cái pháp môn mình để khoa trương thì nó trật đi cái bản hoài của Phật. Tu như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy sao? Niết bàn ngay trong giây phút này. Niết bàn là gì? Là sự an lạc. Vậy thôi. Đừng chấp trước là có niết bàn à. Mà hãy mình chấp trước là nát bàn. Đó là cái câu giải đáp thứ nhất là pháp môn nào cho đúng, pháp môn nào trị được bệnh. Người không tin đại thừa lại mang lòng phỉ báng, xin thầy cho bất cứ lời khuyên dạy. Và trước hết là đại thừa là gì mà tiểu thừa là chi? Thời của Phật chẳng có thừa nào hết. Nhưng mà Phật á, tạm đặt ra ba thừa. Và cái mục đích của chữ thừa là gì? Để nói lên mọi căn cơ trình độ của mọi người. Thí dụ con nít, nó mới học có lớp 2, lớp 3, mình gọi là tiểu thừa, tức là tiểu học đó. Nó học lên tới lớp 10, 11, 12 gọi là trung học, tức là trung thừa. Nó học lên tới đại học chúng ta gọi là đại thừa. Vậy thì bây giờ mình có được quyền nói đứa nào ngu hơn đứa nào không? Cái tuổi nó như vậy thì nó phải vô lớp đó thôi. Chứ làm sao mình bắt cái đứa nhỏ tuổi lớp 5 qua lớp 10 học được. Mà nếu mình không biết như vậy thì gọi là đổ thừa. Giờ Phật dạy có ba thừa, mình tạo thêm thừa nữa. Giống như mình thông minh hơn Phật. Thưa đại chúng, đại thừa, tiểu thừa, trung thừa chỉ là một cái ý niệm nói về căn cơ trình độ của mọi chúng sanh trong đời này. Mà Đức Phật ví dụ giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống. Cây nhỏ, cây trung và cây lớn, cây nào cũng được thấm nhuần cái nước hết và tùy theo cái sức hút của nó. Giống như mình nói tiếng Việt, nãy giờ có em nó ngồi nó nghe nó hiểu nhiều. Có đứa nó hiểu chút chút mà có đứa nó hoàn toàn nó không hiểu. Không lẽ mình lại mình nói cái đứa nhỏ không hiểu, nó anh khờ dại, vô minh quá không hiểu tôi nói. Mình nói chân lý mà tại vì cái đứa nhỏ cái căn cơ nó tới đó thì sao bắt nó hiểu được. Thế thì đại thừa không được nói tiểu thừa mà tiểu thừa cũng không được phỉ báng đại thừa. Còn nếu mà nói theo cái từ bây giờ ấy, giữa đại với tiểu là như thế này. Thời Phật, sau khi Đức Phật mất rồi, hàng trăm năm sau, chư Tăng vẫn còn giữ theo cái truyền thống của Phật. Nhưng sau này các thầy quan niệm rằng thế giới đã đi vào cái con đường văn minh tiến bộ. Chúng ta phải cần có những cái update, tức là những cái cập nhật để cho giáo pháp của Phật nó phù hợp với mọi thời đại. Thì các vị này đi theo cái con đường cập nhật thời đại đó thì gọi là đại thừa. Còn mình muốn giữ theo truyền thống thì gọi là tiểu thừa hay là nguyên thủy. Thế thôi, cho nên nguyên thủy cũng không có. Ví dụ thôi, bây giờ một cái nhà đó giữ đúng cái truyền thống Việt Nam, cho nên bước vô nhà là có một bộ ghế kiểu Việt Nam, có một cái bình trà, có cái trái dừa nó hãm vô đó. Đúng không? Rồi khách tới nhà cái rấy trà đó ra mời uống đãi rất kiểu Việt Nam. Nhưng mà rồi thờ Phật thờ đồ theo kiểu Việt Nam. Bây giờ con cái mình nó lớn lên theo nước Mỹ, nó đi học nó ở một cái môi trường không thể làm vậy được. Mà nó nói má ơi, con chỉ thích xin má ba cho con một cái tượng Phật nhỏ nhỏ, con trưng ở phòng khách để mỗi ngày con nhìn Phật, để con biết là con luôn luôn nhắc nhở con. Mình được quyền nói đứa nhỏ đó sai không? Mình thờ Phật
theo cái kiểu của mình là thờ Phật kiểu Việt Nam. Còn nó là thờ Phật tại tâm. Nó thờ Phật, nó mượn cái hình tướng Phật để nhắc nhở nó, do cái hoàn cảnh nó không cho phép. Chúng ta cũng không bài, mà chúng ta còn phải mừng là tại vì nó sống trong môi trường Mỹ mà nó vẫn nhớ Phật. Cho nên chúng ta không có bài xích cái gì được hết á. Mà chúng ta phải thấy rằng mỗi căn cơ trình độ của chúng sanh có khác. Thì Phật Pháp, bởi vì giáo lý của Đạo Phật không có cố định, mà phải tùy theo mọi căn cơ trình độ mà Đức Phật nói. Chứ không thể nào một khuôn một mẫu nó được. Quý vị thấy cái lưỡi không? Nó mềm mỏng cho nên nó ở với mình cho đến giờ mình chết. Còn cái răng nó cứng ngắc cho nên chừng 60 bắt đầu rung lay rồi. Vì nó cứng ngắc, nó cố chấp cho nên nó gãy trước. Còn cái lưỡi nó mềm mỏng cho nên nó mới ở với mình được lâu dài. Người sống mà không mềm mỏng, không uyển chuyển thì làm sao có thể sống ở đời được. Thưa đại chúng, xây dựng thì khó mà đánh đổ thì rất dễ. Mà chúng sanh đã quá khổ do đủ thứ kỳ thị phân biệt trong cuộc đời này rồi, mà chúng ta là người đệ tử của bậc giác ngộ mà còn kỳ thị phân biệt nữa, thì có phải chúng ta cái này Phật gọi là gì? Khổ khổ. Quý vị có nhớ cái này không? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ có ba loại. Thì một cái gọi là khổ khổ là vậy đó. Cuộc đời này đã khổ rồi, cho nên các anh mới đi chui vô trong chùa để tu. Rốt cuộc các anh khổ tiếp. Khổ kiểu tu đó, ngồi tụng kinh bằng vậy là trật nha. Tụng kinh vậy phải đúng nha. Lần chuỗi mà tới cái chỗ đó mà không quay lại là Phật quở nha. Rốt cuộc ra cái sâu chuỗi làm mình khổ. Cái sâu chuỗi là để phương tiện để mình định cái tâm mình đừng có tán loạn. Mình lần chuỗi niệm Phật mà rốt cuộc cũng mấy cái hột đó sâu vô à. Hồi đầu nó nằm ở ngoài một rổ không sao hết á, nó yên thân nó lắm. Mà hãy nó sâu vô thành 108 rồi, cái tới đây say nghe, mà say nhiều khi nó chóng mặt, nó không chứng à. Đừng có như vậy là mình sẽ khổ. Cái đó Phật gọi là khổ khổ đó. Cuộc đời, cái thân này vốn đã khổ rồi, có nó là khổ rồi. Sáng mà không súc miệng coi biết tai. Ngủ dậy mà không rửa mặt coi, không rửa mũi coi, không rửa tay coi, một ngày làm việc mệt không tắm rửa coi. Thân này vốn đã là cái nguồn khổ rồi, rồi chúng ta chồng mấy cái khổ khác lên nữa là sao? Tức là khổ khổ là đã có thân có khổ rồi, còn thêm bệnh tật. Cuộc đời này ở ngoài đời khổ quá trời quá đất, chạy vô trong chùa hầu mong tu cho hết khổ. Bây giờ nắm được số pháp môn rồi, bắt đầu vung khổ. Chuông phải thỉnh 3 tiếng. Dứt cái câu đó phải cái bon liền nghe không? Cái không bon là Phật không biết. Phải cắm cây nhang, tới Phật phải thắp cây nhang nghe, để nói với Phật I am here. Còn thôi Phật không biết. Cho nên rồi tu càng khổ, càng tu càng khổ. Mà hỏi tu để làm gì? Tu để hết khổ. Mà tu riết nó không khổ, nó mất cái dấu còn khô. Trời ơi, tu riết khô queo khô đét. Tu riết khô queo khô đét. Ai gặp mình cũng kêu tu khô. Bữa nào ta lấy dưa leo với rau răm ta xé ra khô, ta trộn khô. Nhẹ nhàng cái chuyện đó. Đừng có bài bán cái gì hết. Cái gì mình không đồng tình im lặng để đó. Mình không thích không có nghĩa là cả thế gian này ta không thích. Cái món mình không thích ăn đâu có nghĩa là cả thế giới này phải từ chối nó. Quý vị thấy không? Mắm ruốc là hôi thấu trời mà cũng có người ghiền vậy. Mình không thích nó, mình thích nó, mình kêu sầu riêng. Đáng lý là phải sầu chung á, tại ai cũng dành. Còn mình không thích nó, mình đến chỗ nào mình ngồi kêu sầu riêng. Cho nên đừng có như vậy, mà càng như vậy là mình sẽ càng sai, đi xa với Phật lắm. Bởi vậy cho nên mình tu hoài, tu quỷ mà không tới đâu hết, mà tội nghiệp Phật Di Đà ở trển trống chỗ quá trời. Mà ngày nào cũng nghe người ta niệm Phật cầu vãng sanh hết á. Mà vãng sao được, khi phiền não chưa vãng, thì mắc cái gì mà đợi chết mới vãng. Đời này không siêu được cái phiền não của mình, không siêu được cái chấp trước của mình mà đòi về cực lạc Tây Phương. Cái đó cũng có mà cực khổ Tây Phan. Còn không nữa thì
Còn không nữa là cực khổ rồi cuối cùng khiêng về Tây Ninh. Chữ đại, chữ tiểu ở đây chỉ nhằm một mục đích, chỉ cho căn cơ, chứ không có cái ý bài bán ai là ngu hay ai là khôn hết. Cũng giống như Pháp Hòa nói vậy, đây cái chuông này, cái chuông này nó nhỏ hơn cái chuông kia, mặc dù nó đồng một tên là chuông gia trì. Quý vị nhớ nha, chuông tụng kinh gọi là chuông gia trì, chuông thỉnh cái bon ở trong chùa mà ưu thiệt bự kêu là chuông đại hồng, còn cái chuông tụng kinh là chuông gia trì. Thì cái chuông gia trì này nó với cái chuông ở đằng đó là nó cùng một tên, nhưng mà nó nhỏ hơn cái kêu chuông nhỏ, tiểu tiểu chung, cái đó lớn hơn kêu đại chung. Mà đại chung là tại vì bây giờ giữa nó, hai cái này nó có mặt ở đây. Nếu mà đem cái này đó, đó mà lớn tới một cái chùa to hơn nữa thì giờ nó thành gì? Trung chung. Hiểu ý không? Thành thử ra cái mà cho là tiểu á, là nó tiểu với ai? Cái mình cho đại là đại với ai? Chứ đâu phải cái mình kêu tiểu là người ta tiểu hết. Hiểu được như vậy thì tu không có cực khổ. Càng tu càng tươi chứ không có càng tu càng khô. Nếu mà mình thỉnh một tượng Phật về mà dày sao lại Phật cho nổi. Đó, trời ơi con khổ, con muốn nhìn Phật cho con hạnh phúc mà sao Phật thấy Phật nhăn quá. Mình đi tìm cái tượng Phật là muốn nhìn cái tượng Phật cho tươi, Phật cười cho đẹp. Phật bình lặng, tâm Phật bình lặng, ngồi yên bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nếu ai cũng chỉ biết làm giàu chân thiện mỹ. Đó là chân, là nói chân. Bây giờ quý vị, cái đó bây giờ thí dụ bây giờ cái người đó họ không phải cùng một đường hướng với mình, rỡ đó mình tiểu với đại với ai. Thành tử ra cứ hiểu như vậy để mình tu cho nó thoải mái, cho nó nhẹ nhàng. Quý vị cứ nhớ càng tu phải càng tươi, càng tu càng khô là tu trật rồi đó. Ăn cơm khô khô mà còn miếng chan miếng canh mà. Bình thường không tu hành, đến lúc lâm chung được nhờ thân nhân xin quy y nguyện về Tây Phương, hỏi là có được thành tựu như ý nguyện không? Dạ thưa thì cũng được, nhưng mà Tây Phương thì không biết tới không, nhưng mà Tây Ninh, Tây Á, Tây Tạng, Tây Ban Nha gì thì chắc có thể. Thưa đại chúng, như thế này, một người không tu, người không biết lái xe mà tối ngày cứ đi quá gian thì cái này là không chắc mà hên xui. Nhiều khi phone nhờ con người rảnh thì chở, không rảnh thì ở nhà. Còn nếu mà mình quá gian người ta, có thể người ta không cho mình đi được tới cái chỗ mình muốn, nhưng mà ít nhất chắc cũng được một đoạn. Rồi đứng đó chờ người quá gian đi tiếp, nó kêu là hitchhike. Đi tới đâu giơ tay cho quá gian. Mình tu thì nó tốt hơn là mình không tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa thèm cái đó, mà quý vị có ăn giùm thì cũng cảm ơn vậy thôi, chứ còn Pháp Hòa không có no. Mà cho dù quý vị có thương Pháp Hòa đến tột cùng, thầy hả họng ra đút miếng này. Nhưng mà có nghĩa là quý vị thương đến mức là khỏi cho thầy làm gì hết á, thầy chỉ ngồi há miệng để vô thôi. Nhưng mà thầy vẫn phải làm một cái việc cuối cùng là nhai và nuốt. Đó, mình tâm mình nó phải có tu thì khi cái tu nó đến nó tương ứng. Cái này hôm nay Pháp Hòa nói mấy lần rồi đó. Mình nói nhiều mà hình như là cậu không đủ, tại vì xào tới xào lui cũng mì căng tàu hũ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ở đây quý vị thuộc cái bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Quý vị thuộc cái bài hát lên cái thì quý vị hát sao? Hát theo. Còn nếu quý vị không thuộc thì không thể hát được. Bây giờ Pháp Hòa hát cũng cái điệu nhạc đó mà chữ khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Khi hát như vậy thì đại chúng chỉ ngồi nghe mà không theo được chữ nào hết, tại vì quý vị không có những chữ đó.
cũng như vậy. Nếu quý vị thuộc A-di-đà Phật thân kim sắc thì Pháp Hòa tụng lên, quý vị sẽ đáp lại liền: tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Tâm mình có cái đó thì khi người ta tới, người ta hộ niệm, người ta giúp mình, mình tương ưng thì cái đó nó có sức mạnh, nó đi lên. Cũng giống như lỡ cái xe mà nó ngừng lại rồi, một người phải ngồi trong xe cầm cái bánh lái, mặc dù nó không còn điện gì nữa nhưng mà ở sau đẩy thì nó làm nhẹ chiếc xe hơn. Chứ còn bây giờ xuống hết thì đẩy cũng được mà nó nặng, có phải không? Mình cũng phải thế thôi. Tâm mình phải có Phật thì người ta tới tụng Phật thì nó mới tương ưng. Mình không bao giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà người ta tới tụng tới chữ Đà cái mình tưởng Đà Lạt, mình nói dạ Nam Mô A Di Đà Lạt. Mình phải có chữ Đà Phật thì khi người ta tụng tới đó mình mới đáp theo được. Thí dụ quý vị tụng, quý vị thuộc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Điện Dạ Tha, tụng chú vãng sanh mà, thì người ta tới người ta tụng cái đó mình nói không, tôi không có biết chú, tôi biết thím không à. Có thím không? Rồi ta nói già di nị già già na, cái chừng đó em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Già di nị già già na, ta nói chỉ đa ta lệ ta bà ha, mà mình không nhớ, mình cứ thưa già di nị già già na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Ta tụng a di rị đô bà tì, nó dừng chân đứng lại xanh rì cỏ xong. Vậy thì mình tu, có tu nhờ, tu mướn gì được không? Mình không có tương ưng thì nó không có thể được. Phải hai cái nó phải tương đồng. Cho quý vị mới thấy nè. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Bây giờ cái câu nó tương đương. Như mái nhà vụn lợp, chữ thôi, mưa như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt. Tâm không tu, não phiền sẽ xâm chiếm. Nếu mà cái nhà khéo lợp và cái vụn lợp là hai cái nó khác liền. Mình phải có cái tương ưng đó thì mình mới có thể đi được. Thiếu một nhân một cũng không thể được. Hồi sáng cô trụ trì cũng có gọi, cô nói là bữa nay con trả thầy có 1 tiếng thôi nghe. Thầy vừa tham là thì ráng chịu á. Sau đây chúng câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, người mất rồi có nên nhận tiền điếu không? Nếu nhận và đem hết số tiền đến điếu đi cúng dường và làm từ thiện thì người mất có bị mắc nợ không? Thưa đại chúng, cái vấn đề phúng điếu chẳng qua là một hình thức khác, cũng như ở đời chúng ta đi ăn tiệc. Khi mình nhận một lời ăn tiệc của ai, mình đều đem một món quà đến với cái bữa tiệc đó. Bất cứ thứ tiệc gì, quý vị kiểm đi. Người ta mời đầy tháng, không lẽ tới tay không? Người ta mời thôi nôi, không lẽ tới tay không? Người ta mời sinh nhật, không lẽ tới tay không? Rồi người ta mời đám cưới, không lẽ tới tay không? Rồi bây giờ đám tang tới, không lẽ tới tay không? Mình tới, mình có một chút quà, đó là cái tấm lòng của mình đối với người mất cũng như người còn. Có thể mình không quen người mất, nhưng mình quen người còn. Và mình biết người còn ở lại phải lo chi phí, cho nên mình mới đem một chút quà tới. Tại sao lúc đám cưới mình tới, mình không nghĩ là người đó mắc nợ mình, mà lại sợ là lúc đám tang mắc nợ? Ở cái trường hợp này không ai nợ ai cả, bị mình có xin đâu mà nợ. Người ta có quyền tới tay không, mình không hề bắt buộc người ta đến bằng cái gì cả. Nhưng mà ở đời này chúng ta luôn luôn sống là có tình có nghĩa, có đối có đáp, có thủy có chung, có trước có sau, có nhân có nghĩa. Thì chúng ta mang một chút quà đến phúng điếu là chuyện bình thường, không hề có nợ nần gì trong vấn đề này cả. Nếu quý vị ngại, quý vị không nhận, thì người ta cũng chẳng đi tay không đâu. Người ta sẽ đặt một vòng hoa. Mà cái vòng hoa mà 50 đô á, thì có không được. Muốn nhìn cái vòng hoa cho được cũng phải 100-150 đô. Sợ nhận 50, nhận cái vòng hoa 150 đô cũng vô đó thôi.
Thành thử ra cái vấn đề chúng ta là phải thấy rõ là cái này không phải là sự xin xỏ, không ai nợ ai cả, mà chẳng qua là cái tình nghĩa đối với nhau. Rồi nếu như mình nhận tiền, mình không dùng đến, mình làm từ thiện, người chết cũng không hề mang nợ, bởi vì mình đã dùng số tiền đó để trang rãi cho tất cả mọi người, gieo cái nhân duyên cho người mất cũng như là mình. Nhờ cái người đó nằm xuống mà có được số tiền này, rồi mình làm cái nhân connect, là mình trang rãi cho mọi người. Cho nên đời nào kiếp nào mình luôn luôn tương trợ với nhau. Và thậm chí có thể nói một người nằm xuống mà cũng để lại chút phước cho đời. Thành ra cái này là cái điều không có gì trở ngại trong vấn đề nhận. Mình không nhận cũng chẳng sao. Nhưng mà thưa đại chúng, không bao ít, rất ít ai mà người ta đi tay không vì cái tình nghĩa trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ đi, bạn bè thường thôi, lâu lâu rủ mình đi ăn nhà hàng, đãi mình hai lần, không lẽ mình không sắp xếp đãi người ta được một lần sao? Nó kỳ. Vậy người ta nói mình lợi dụng, phải không? Hoặc là mình tự thấy ái ngại. Tức là phải luôn luôn có cái sự qua lại với nhau. Mà nhờ có qua lại như vậy cho nên cái tình nghĩa nó mới khăng khít. Chứ còn sống mà mạnh ai nấy biết thì có gì đâu để nói. Thưa đại chúng, quý vị đừng ngại. Nói như vậy thì tùy hỷ trong mọi gia đình. Mà nếu quý vị thí dụ nhận tiền, quý vị để câu gì? Tịnh tài phúng điếu sẽ dâng vào quỹ từ thiện. Mình ghi rõ trên cái thùng vậy. Nếu mình ngại người ta nghĩ mình xài cái tiền đó thì mình để cho người ta rõ luôn. Giống như người Mỹ ở đây họ thực tế lắm. Họ không nhận điếu phải không? Nhưng mà họ send cho mình một cái message: tất cả những cái tiền nào mà tặng cho người mất, xin hãy gửi thẳng về bệnh viện ung thư gì gì đó với cái tên, dưới cái tên của cái người mất đó. Thì họ cũng quan niệm là người mất đó trước lúc còn bệnh đã nằm trị bệnh tại bệnh viện đó. Bây giờ chết đi rồi thì tất cả những gì có được của người mất này do họ mất đó nên gửi về đó để hỗ trợ cho cái công trình, cái nhà thương đó, cái bệnh viện đó được thêm cái phần lợi lạc. Tốt thôi. Rồi quý vị thấy nè, thậm chí chúng ta cái người chết không để gì lại nữa mà chết để lại trái tim, con mắt, lá gan, lá thận cho người khác được dùng. Nói chung cái này là đồ dởm, xài vài chục năm là nó muốn hư rồi. Nhưng rồi ký cái giấy cho người ta mà cũng mong là tới hồi mình chết người ta còn xài được. Chứ nhiều khi ký xong rồi cho người ta nói dạ thôi cái này nó overdate rồi cũng chẳng xài được. Thành thử ra nếu mình sống mà mình trước khi chết mà còn để lại một chút gì cho đời, đó là cái phước cuối đời của mình. Đừng ngại ngùng chi chuyện đó. Cũng đừng sợ vì cho trái tim mà đời sau mình chết ra mình không tim. Hồi rồi có câu hỏi, con em nó hỏi Pháp Hòa vậy đó. Nó nói con ký giấy con cho người ta tim, gan, phèo phổi gì đó, rồi đời sau con sinh ra con có cái đó không? Mà nó hỏi bằng tiếng Anh đó. Cái câu hỏi đó vừa rồi không biết hỏi ở đâu, quên rồi, hỏi vậy đó. If hả? Ở chùa Văn Thù hả? Và trả lời xong rồi nó xuống nó cảm ơn, nó nói thầy đã giải tỏa được cái câu hỏi đó của con. Mình là con số 0, từ 0 ra có nè, rồi từ có này đi về 0. Ước mong một ngày trước khi về 0 còn chút gì để cho. Có cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có gì để cho. Thấy không? Nếu mình cho được ai cái gì đó, còn gặp nhau thì chúng ta cứ cho nụ cười, cho lời nói, cho tình thương, rất nhiều thứ để cho. Cho nên thưa quý vị đừng ngại chuyện này. Còn nếu mà ngại nữa đưa hết em. Thưa thầy, con thường nghe nhiều người nói khi tụng kinh ở nhà thì sẽ có vong vào phá. Thứ hai, những Phật tử được thầy truyền giới, thầy không có ở đây thì những Phật tử đó chưa vào sự hướng dẫn từ đâu để tu tập? Và trả lời câu hỏi một trước. Nếu nói tụng kinh mà có vong theo, vậy thì tại sao không nói rằng ở nhà mở phim ma, ma nó theo? Mở phim ma coi mỗi ngày không sợ, mà mở kinh sợ vong theo. Không có nghĩa, không có lý.
Mà cũng chẳng có cuốn, nếu mà thật sự kinh mà mở lên cho người sống nghe mà người chết nó đeo theo nó nghe thì kinh này thiệt là kinh điển. Còn mình mà sợ nó thì kêu kinh dị, hoặc là kinh hồn, còn không là kinh khiếp. Quý vị mở nhạc quý vị nghe sao không sợ vong nó vô nó nghe nhạc? Bộ vong nó chỉ nghe kinh thôi sao? Có những vong Thiên Chúa nó không nghe kinh sao? Đừng có sợ cái chuyện vô lý đó. Đây là tà kiến, không phải của đạo Phật. Thí dụ như mình ở Nam Mô A Di Đà Phật, mở suốt ngày đêm ai đi tới cũng nghe Nam Mô A Di Đà Phật, thì có chuyện gì để lo đâu. Còn nếu như mình mở tầm bay tầm bạ thì ta cũng nghe, mà ta nghe tầm bay tầm bạ. Còn mình mở Phật, người sống cũng nghe Phật mà người chết cũng nghe Phật, thì gọi là âm siêu dương thới. Mà được như vậy thì cả pháp giới chúng sanh sớm thành Phật đạo. Ban đêm mở kinh nghe sợ vong, sợ tội, mà mở rỉ rả hoài. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu. Trời ơi, mình nghe sao mình lộn bên này. Tôi người với những cô liêu lây qua đây. Rồi cái buồn hiu một mình. Dạ ai đây? Dạ em. Em ngủ không được, em nghe này em buồn quá. Đây buồn hiu một mình này. Mình mở kinh mà ai mà bây giờ hỏi chứ tại sao? Mình là cái gì mà mình thấy vong nghe? Vậy là mình là vong hay người sống? Ông thầy chùa ông tu mấy chục năm mà không thấy vong nào nghe kinh, mà mình mới tu hai bữa biết hết trơn. Có vong nghe hay không mình cũng chẳng thấy. Vậy mà tại sao mình đặt ra cái chuyện là mở kinh có vong nghe? Thật là một cái tà kiến. Tu mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Đấy, học mà không tu. Cái chữ tà kiến ở đây Pháp Hòa không có cái ý là la rầy gì, nhưng mà ý đây là định nghĩa thế nào là tà kiến. Những hình thức tín ngưỡng như vậy là tà kiến. Rồi bây giờ thứ hai, thầy quy y cho Phật tử mà thầy không có ở đây. Thưa đại chúng, em từng nói tất cả những thầy quy y cho mình chỉ là một vị thầy đại diện cho chư tăng để làm cái lễ đó cho mình. Chư tăng trong mười phương này, tăng Lào, tăng Tàu, tăng Việt, tăng Thái, tăng gì không biết, mà thầy đó, ở nơi thầy đó có giáo pháp, đều là thầy của mình hết. Quý vị quy y Phật mà Phật ok chưa mình không biết, mà không mắng giống Phật mà mắng giống em. Mình nói mình quy y Phật là quy y Phật Thích Ca, nhưng mà không có nghĩa là chỉ Phật Thích Ca. Mười phương pháp giới chư Phật này, Phật Di Đà mình cũng quy y, Phật Thích Ca mình cũng quy y, Phật A Xúc, Phật Di mình cũng quy hết. Vì Phật là mười phương, pháp mười phương, tăng mười phương. Vị thầy mà đã làm lễ cho mình chưa đủ là tăng, phải bốn tỳ kheo mới gọi là tăng. Cho nên thầy chỉ là người đại diện cho chư tăng làm cái lễ đó cho mình. Tăng trong mười phương này là mình. Đó, quý vị thấy không? Quý vị có quy y với thầy Việt Nam mà có nhiều người tu với thầy Việt Nam đâu. Quy y với thầy Việt Nam mà tu theo Tây Tạng. Quy y với thầy Việt Nam mà có bao giờ cúng dường cho thầy, cho có chùa Việt Nam có được hưởng đâu. Quy y với thầy Việt Nam mà cúng Tây Tạng không à. Lại theo kiểu Tây Tạng nữa. Mà nửa chết đòi nghe kinh Việt Nam. Quy y tiếng Tây Tạng không hiểu gì hết, rồi xách cái tên Tây Tạng lên biểu ông thầy Việt ông dịch. Ông nói quy y Tây Tạng thì nhờ Tây Tạng dịch, thì tôi có biết tiếng Tây Tạng đâu mà tôi dịch. Mình là người Việt phải nghe tiếng Việt thì mình cái ý thức mới sâu sắc, mình mới biết cái gì mình tu. Người ta Tây Tạng thì người ta quy y Tây Tạng, người ta nghe tiếng Tây Tạng. Mình Việt Nam mắc gì chạy theo Tây Tạng. Mình
trọng hết, nhưng mình phải nghe cái gì mình hiểu. Đây nè, nổi cái tiếng Việt thôi, tụng còn chưa hiểu hết đó. Cho dù cái câu là đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều bởi vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả nay con xin sám hối. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà hỏi giảng nguyên bài đó giảng được không? Thế nào là đệ tử? Thế nào là vọng nghiệp? Một câu đó thôi mà có hai ba chữ cần phải giảng. Đệ tử, đệ tử nghĩa là gì? Vọng nghiệp là chi? Đều do vô thỉ. Vô thỉ là sao? Tham sân si là gì? Câu thứ hai phải giảng. Từ thân miệng ý là sao? Tất cả hôm nay xin sám hối. Chữ sám hối là gì? Đó, tụng tiếng Việt là hiểu đó, nhưng mà biểu giảng chưa chắc giảng xong. Vậy mà học tiếng đầu hỏi mình hỏi tụng gì biết không? Dạ Tây Tạng. Vậy thì mai mốt mà có chết á, đừng có nhờ thầy phục nguyện là nguyện hương linh trực giảng Tây Phương. Phải theo câu đó, nguyện hương linh trực vãng Tây Tạng. Pháp Hòa nói vậy là phóng nghĩa, là Pháp Hòa bài xích gì. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn xác định, quý vị giống như con nít nó nhỏ đó, giờ nhỏ nhỏ dẫn lên chùa quy y, đâu biết gì đâu, mẹ kêu gì làm nấy thôi. Mai mốt nó lớn, nó có ý thức, dẫn nó lên chùa làm lại. Vì khi nó có ý thức, nó mới biết giữ giới là gì. Tại sao không sát sanh, tại sao không trộm cắp, tại sao không tà hạnh. Chứ không phải là nó quy hồi 6 tuổi vậy là nó thành đâu. 6 tuổi đó chỉ là quy y thôi, nhưng mà nó chưa ý thức gì hết, mà thậm chí nó chưa giữ giới nữa. Phải 13 tuổi nó mới có thể đủ năng lực hiểu giới là gì để nó giữ. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng nghiệm coi. Pháp Hòa không có nói là đúng hay là sai gì, nhưng mà trình bày để đại chúng chúng ta chiêm nghiệm lại. Ở cái chỗ là thầy mình tất cả ở đâu có Phật Pháp mà chúng ta hiểu được đều là thầy của mình. Này, đã quy y rồi, nay gặp thầy liền cảm kích, xin được quy y với thầy được không? Dạ không. Quy y kiểu này là quy y cảm tình, không tốt. Tu không có tu cảm tình. Phật tử cũng có nhiều dạng nha. Phật tử đi chùa do trí tuệ sáng soi, Phật tử cảm tình cũng có, tại thương sư cô trụ trì tới. Mà thương là có gì? Có ghét. Cho nên gì? Đừng có ghét, đừng có thương gì hết. Nếu ở người đó có sự giáo pháp để chúng ta học thì chúng ta tới. Chỗ nào có ăn không có pháp, không tới. Chỗ nào có pháp mà không được ăn, tới. Chỗ nào có pháp mà có ăn, càng ở. Chỗ nào không pháp không ăn, giọt lẹ. Em không có nói, Phật nói. Nói vậy đó, em nghe vậy em nói lại à. Hồi nãy nói rồi, quy y là quy y mười phương tăng, not only me. Mà cái gì là một là sẽ dễ đánh đổ. Còn cái gì là tập thể là hoàn toàn không. Cái tập thể nó mới quan trọng, cá nhân mình chỉ là một. Đừng vì một cái cá nhân đó mà làm hư cái đại thể. Cho nên á, nhiều khi á, mình giận cái người đó quá, gặp cái người đó ngay cây xăng, bật lửa lên đốt họ, nổ cái đùng, hết cả cái khu đó ảnh hưởng. Quán chiếu cái đó để rồi chúng ta thấy chúng ta phải làm gì? Giết người đó hay là cả đại chúng? Có người nói không nên bỏ bông hồng trên quan tài người mất vì có thể làm họ đau đớn. Có phải vậy không? Nếu muốn biết, hỏi người mất. Em có nằm ở trong đó ai biết. Em nói thiệt à?
Cái chuyện mà mình để bông hồng mà hỏi em rồi sao em biết? Thưa đại chúng, khi mà chúng ta sống, chúng ta có những cái quan niệm theo người sống, rồi chúng ta đem áp dụng cho những người mất, cho thánh thần, cho nên nhiều khi các ngài cũng khổ lắm. Mình ăn chè mình thích nước cốt dừa, cho nên cúng mình cũng chan nước dừa lên. Mà rủi Phật đó, ổng sanh ngoài Huế, ổng biết ăn nước dừa đâu. Nhưng mà rồi cái mình ấy, rồi mình cũng định nghĩa Huế không bao giờ ăn nước dừa, mà kẹt cái Huế này sanh trong Sài Gòn. Cho nên biết ăn nước cốt dừa. Đưa chén chè mà không nước cốt dừa, Huế này không chịu. Tức là mình người sống là mình thích sao là mình áp đảo người khác như vậy. Mình sợ bông hồng. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là bộ chỉ có bông hồng mới có gai sao? Nhưng mà rồi cũng có những quan niệm khác là đi coi ngài. Đi coi ngài rồi sợ cái người mất đó chết trùng, có thể về kéo thêm người thân. Cho nên liền liền lấy mấy cái gai của cây bông bưởi á, châm vô mắt người chết, để với cái mục đích là cho người chết bị có thương có tật con mắt, để đừng kéo về người sống. Tà kiến không? Tà kiến. Nói người chết này chết trùng nè, có thể về lôi kéo thêm người sống trong gia đình. Đi mua cái lưới chài á, về bó họ lại mấy chục vòng vậy để họ không có được dung dậy. Rồi cũng là một tà kiến. Rồi xong rồi có người quan niệm á, là cái người chết đó đó, họ chết xấu, ngày xấu, lấy nguyên cái rế nồi cà lọ thiệt là đen lên mặt họ, để cho họ tối tăm, họ không thấy đường. Cho nên thưa đại chúng, người sống của mình nghĩ sao là mấy người chết lãnh đủ hết. Thì Phật Thánh cũng vậy thôi. Mình thích ăn xoài là bàn thờ xoài không, không bao giờ có trái khác. Pháp Hòa nói rồi, đại chúng kiểm coi. Hỏi kỳ này cúng dỗ má cúng gì ta? Tao thích cà ri. Tôi thích ragu. Tao nhìn bàn thờ toàn là đồ người sống khoái không à. Rồi cái hồi mình nói hồi má sống á, má thích ăn cái món đó mà để nguyên xương á, mà quên bà già giờ 80 rồi xương đâu nữa cả. Thưa đại chúng là mình phải hiểu rằng khi mà chúng ta đã mất đi rồi thì cái thân tứ đại này nó chẳng là gì hết. Ai muốn làm gì làm. Để hoa hồng lên sợ gai, vậy thì tại sao đốt không sợ nóng, chôn không sợ ngợp, bỏ một phòng lạnh không sợ người ta lạnh, rồi thụt ống vô bơm minh những cái chất dơ trong người người ta không sợ người ta đau, mà chỉ có một cái gai sợ người ta đau làm sao? Đạo Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng suy nghĩ. Ở Việt Nam mình đó, trời ơi, liệm bao nhiêu lớp, rồi nhét, rồi nhồi, nào là trà, nào là gòn tấn, rồi bao ni lông cột quấn lại. Trời ơi, mình thấy cái người đó mỏ la rồi ngộp quá, ngộp quá. Để một cái hoa hồng nhẹ lên thôi mà sợ đau, phải không? Mà đè người ta muốn chết vậy không sợ người ta ngộp, không có ly. Cho nên rồi đôi khi cái người sống của mình á, bày hiểu kiểu này bày kiểu kia mà lãnh đủ hết, tội nghiệp không Phật. Chứ thôi chuông hết giờ rồi. Mình còn thêm 3 câu hỏi nữa nổi không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ, vì con nghe nói không nên quỳ trong khu quý thầy ngồi, phải nói khu vực quý thầy ngồi. Tiếng Việt mà viết không rõ nó nguy hiểm lắm. Giống như đang xếp đồ ăn vậy, hỏi chị này để đâu, chị để đầu thầy á. Để cái đầu bàn chỗ thầy ngồi á, mà nói vậy đó. Quý vị nghe câu hỏi nghe kịp không? Có cần repeat không?
Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ. Thưa đại chúng, theo cái nguyên tắc, thật sự cái này cũng mình bày thôi chứ Phật cũng chẳng nói. Ở đời con người chúng ta sống thì có trước có sau, có trên có dưới vậy thôi, chúng có gì. Thì thường trong luật dạy á, cái chính giữa của cái chánh điện mà gần gần trên á, là cái vị trí của vị trụ trì. Chúng ta không nên đứng ở cái vị trí đó để lễ, chỉ để tôn trọng cái vị trí của người trụ trì. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nếu cái chỗ đó nó chật quá rồi thì mình biết chỗ nào là trụ trì, chỗ nào không. Chùa của người Hoa thì họ quy định rõ lắm. Cái gối mà quỳ của thầy trụ trì á, họ đặt thẳng ngay chánh điện mà mãi mãi cái chỗ đó nằm đó. Rồi thậm chí họ còn để một cái bảng ở trên là xin đừng quỳ ở đây. Và họ đặt sẵn những cái tấm tọa cụ bồ đoàn, mấy cái gối mà lại lại nó nằm sẵn ở trong chánh điện hết. Nó định vị rồi. Thành thử ra Phật tử bước vô cái thấy những cái chỗ đó ta vô ta lễ. Còn cái chùa Việt Nam mình á, là từ chánh điện dài xuống phía dưới là nó đóng trơn hết trơn á, thì mình chẳng biết chỗ nào là của ai. Cho nên mình á, thì dưới có cái tật là mình muốn thấy Phật thấy mình, cho nên mình phải đứng ngay Phật. Cũng giống như đi nghe giảng mà phải ngồi sao cho ngó ông thầy thôi. Thì cái trường hợp này cũng vậy. Khi mà chúng ta tránh cái chỗ của quý thầy á, là nếu chúng ta ở nơi đó người ta có quy định rõ ràng, còn không có mình cũng đâu biết. Mà thí dụ như có quy định mà mình lỡ mình vô quỳ đó có tội không? Không tội gì hết. Chẳng qua là người ta muốn nó có cái thứ lớp rõ ràng thôi. Cho nên á, thí dụ bây giờ ở trong chùa có cái chén của thầy ăn cơm, quý vị cũng muốn để riêng cho thầy ăn bộ để mà dễ dàng dọn cơm cho thầy. Chứ thầy không bao giờ thầy đi tu gì để được ăn bộ chén riêng hết. Thành nữ lỡ Phật tử người ta vô, ta làm công quả, ta không biết, ta lấy cái chén đó ta ăn cơm. Mà người ta đã lỡ ăn rồi, cứ để cho người ta ăn đi, đừng có chạy tới xách cái chén, dạ chị cho em đổi chén này của thầy. Cái chén là chỉ để ăn cơm thôi, mà người ta đâu có cố tình ta lỡ mà. Mình cứ để cho người ta ăn đi, thầy sẽ hoan hỷ vô cùng. Nếu thầy mà nói rằng đi đòi cái chén lại cho thầy thì đó không phải thầy à. Có đó thêm chữ nữa, thầy bà. Tức là muốn làm thầy làm bà chứ không phải là thầy. Không bao giờ thầy đòi hỏi của cái gì, chẳng qua là lòng cung kính của mình muốn lo cho thầy. Nhưng mà hãy nhẹ nhàng những cái trường hợp như vậy, đừng có quá nặng nề những cái đó, rồi chúng ta làm mất đi cái mục đích chính của mình là hoằng pháp lợi sanh. Cái chuyện vật chất đời sống hàng ngày nó là phụ. Thậm chí cái ly uống nước của thầy lỡ người ta không biết, ta có lấy cũng chẳng sao. Mà nhiều khi người ta biết ta còn vui nữa đó, ta được cầm cái ly của thầy, cho người ta ké ăn chút đi. Mình tu như thế nào, mình làm Phật sự như thế nào mà mình thật nhẹ nhàng trong mọi hành tác đó, thì chúng ta luôn luôn sống, tu, học, độ đời, độ người, lúc nào cũng có Niết Bàn. Niết Bàn không phải là nơi chốn, Niết Bàn là trạng thái của tâm. Mình làm sao người ta cảm nhận được người ta về đó là người ta đang về một cảnh Niết Bàn, chứ người ta không phải về đó bởi một cái hình thức nặng nề, khó chịu. Tu như vậy là mình thành công. Cho nên thưa đại chúng, đây chỉ là một cái định vị mà do mình đặt để ra, chứ còn thời Phật, Phật không bao giờ có. Phật còn ngồi gốc cây mà, Phật còn ở trong rừng mà, Phật còn đi lượm mấy tấm vải ở trong rừng Phật may vá mà. Mà ngày nay mình ra chợ mua vải về mình may mặc là mình sướng quá rồi. Phật hồi xưa thuyết pháp ngồi đất, mình bây giờ có ghế kê tay, rồi có gối coi kê lưng nữa, muốn gì nữa giờ. Mình hơn Phật rồi. Thôi thì cứ nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không cầu cũng không từ. Không cầu nghĩa là mình không cầu kỳ, không cầu mong gì hết. Nhưng mà người ta có đưa thì cứ dùng mà không hề dính mắc. Bây giờ Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa đến với quý vị thương, quý vị lo. Chứ em về chùa em tự em lo à. Nhà vệ sinh em cũng chùi mà.
chén bát em cũng rửa, nhà cửa em vẫn quét, em vẫn lau. Phật tử đi chùa chủ nhật về dép dài để lung tung, chiều chủ nhật nào Pháp Hòa không đi lụm từng chiếc dép để trên kệ. Mình là gì đâu? Trụ trì là gì? Là ở trong chùa, giữ cái chùa nó sạch thì người ta vô ta nói trụ trì good boy. Má người ta vô ta nói trụ trì bê bối. Được chưa? Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa hằng năm giảng pháp tại đạo tràng Hiền Như. Cái câu này chắc cho Thượng Tọa nào chắc ghi lộn. Cái này không phải của em. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có cái duyên được gặp nhau, và chúng ta ngồi lại để chia sẻ những cái điều liên hệ đến Phật Pháp. Pháp Hòa rất là vui là những câu hỏi đều mang cái tính cách là học hỏi, chia sẻ với nhau trong cuộc sống tu hành của chúng ta, và nó pha trộn nhiều cái thứ khác vô. Bây giờ chúng ta phải phân định cái nào của Phật và cái nào không phải. Tu là làm sao? Múc một cái rổ, trong đó đầy cát, rác, dơ, rồi chúng ta đãi với nước. Đãi riết cái để làm chi? Để cho chúng ta tìm được một cái chút gì quý giá trong đó. Một cái rổ treo trên tường, trên vách lâu ngày, bụi nó đóng, chúng ta đem xuống nước, chúng ta nhúng cái nó không sạch. Một cái, hai cái nhúng riết, bụi bắt đầu nó mềm và từ từ nó rã ra, rồi nó trả về cho cái rổ một chiếc rổ sạch. Chúng ta tu cũng vậy. Cái tâm của chúng ta nó giống như một cái rổ đầy bụi, đầy những cái tạp nhạp của cái thứ khác. Bây giờ chúng ta mỗi ngày cứ nhúng cái rổ tâm mình vô trong cái nước Phật Pháp để nó bài lọc ra hết, còn lại cái rổ trong sáng. Phật Pháp bị chen lấn những cái khác vô nhiều lắm, mà Phật tử không có chịu tu, không chịu học, không chịu nghe Pháp thì chẳng biết cái nào của Phật mà theo, mà chẳng biết cái nào không phải của Phật để không theo. Mình không bài bác ai hết, cái nào không phải của mình thì mình không nhận thôi. Còn của người ta mình không nói người ta đúng, người ta sai. Cho nên cái cách Pháp Hòa là không bao giờ Pháp Hòa nói cái đó là cái điều đó, đạo đó là không đúng, không có. Cái đó không phải của mình, mình cứ nói à cái này không phải của tôi. Ví dụ như ta nói ngồi thiền để xuất hồn, hỏi đạo Phật có không? Dạ không. Tôi xác định vậy đó. Hỏi đạo Phật ngồi thiền làm gì? Định cái tâm. Tại tâm anh thường loạn, bây giờ anh ngồi thiền để tâm định. Còn nếu anh mong anh xuất hồn thì không phải là định tâm nữa. Đời sống anh đã loạn rồi, anh ngồi xuống anh loạn tiếp thì không phải của Phật. Hỏi mục đích niệm Phật để làm chi? Nói dạ niệm Phật để định cái tâm. Một khi tâm định tĩnh rồi thì nhất định lúc chết sẽ an vui và sẽ đi về chỗ định tĩnh. Pháp Hòa ví dụ, khi mình mất một cái chìa khóa, càng quýnh quán đi tìm càng không biết nó nằm đâu. Nhưng khi chúng ta ngồi yên lại, chúng ta nhớ coi lần cuối cùng chúng ta cầm sau chìa khóa bước vô chỗ nào và chúng ta dùng nó lúc nào, cuối cùng 2 phút sau tìm ra cái chìa khóa. Còn quýnh quán đi tìm thì càng loạn thêm chứ chẳng tìm ra được cái chìa khóa. Có một em nhỏ, ba nó nói nó, ba nó mất cái đồng hồ, cả nhà tung nhau đi kiếm rồi nhốn nháo lên. Nó yêu cầu mọi người ngồi xuống. Khi mọi người ngồi im thì cái tiếng đồng hồ tích tắc, nó đi theo cái tiếng đó mà nó kiếm ra được cái đồng hồ. Cũng như thế, chỉ khi nào tâm chúng ta định tĩnh, chúng ta mới thấy được tất cả cái tạp nhơ, cái phiền toái, chứ còn không thì loạn vô cùng. Là hôm nay chúng ta về đây cũng chỉ để cùng nhau nhắc nhở, nương với nhau mà tu tập, và chúng ta thanh lọc những cái gì của Phật để chúng ta tu cho giống cho Phật. Thưa Thầy, con có nghe nói về cõi Phật A-di-đà là cõi tưởng tri chứ không phải liễu tri.
Xin Thầy giúp con hiểu rõ vấn đề sự khác biệt giữa tịnh độ và thiền. Thưa đại chúng, tất cả các cõi, mình cũng là ăn cõi đây, nhưng mà cõi mình gọi là cõi ta bà. Và cái cõi mình đang sống đây có cái cách sống của mình, và cái nghiệp, cái limit của cõi mình là thấy bao nhiêu thôi chứ không thấy hơn. Ví dụ như giờ một cái lớp cửa thôi là mình đã không thấy rồi. Có thể nghe ai đứng đó nói mình nghe, nhưng mà cái nghe của mình á, nó cũng khoảng trước này thôi, chứ cách một vài căn dưới là mình hết nghe rồi. Như vậy thì cái thấy nghe của chúng ta nó vẫn có chừng mực, chứ không phải là nó thấu đáo. Ở đây Pháp Hòa chỉ xin thưa là cái gì chúng ta không thấy cũng không có nghĩa là nó không có. Những cảnh giới xung quanh mình, từ từ khoa học người ta cũng khám phá ra có những cái hành tinh xung quanh trái đất của chúng ta. Thế thì cảnh cõi nào mình cũng tin. Ví dụ như mình nói là có cái cảnh giới, có cái cõi gọi là cung trăng, thì tại sao mình tin được những cõi khác, mình không tin rằng có một cõi Phật A-di-đà, cõi tịnh độ? Mình không tin cũng sao, không có sao hết á. Đạo Phật không có cái ý là anh tin anh mới được vãng sanh, anh tin anh mới được Phật cứu rỗi, anh tin anh mới được gọi là hạnh phúc, còn không tin thì giáng mình xuống địa ngục. Phật không có hù dọa mình kiểu đó. Nếu mình tin rằng có một cảnh giới an lành, và mình thấy rằng cảnh này nó khổ đau cho mình muốn sinh về cõi đó, hằng ngày mình hành trì theo cái cách mà người ta chỉ, để chi hiện tại đời này mình cũng vượt thoát những cái khổ đau hiện tại, tâm tư mình vượt thoát những cái khổ đau để chúng ta an lành, benefit, lợi lạc ngay đời này, và đủ duyên phước mình về cảnh giới lành đó. Cho nên tùy theo cái người nhận, cái người hiểu được cõi đó mà người ta gọi cõi đó là cõi gì. Pháp Hòa xin thưa là hiện nay á, cái bệnh virus nó đang lan truyền. Mình ở đây hay các nước xung quanh Á Đông đó, người ta sợ không? Sợ. Nhưng so ra mình sợ bệnh, nhưng mà mình vẫn còn ở trong đất liền. Nếu quý vị theo dõi tin tức, quý vị biết rằng có một chiếc du thuyền có 3.000 người trên chiếc tàu đó, và không nước nào cho cập bến hết. Họ lên đên giữa biển như thế, mà từ chỉ có 2 người bệnh mà lên tới mấy trăm người bệnh. Rồi bây những 3.000 người trên đó, so với cái sống của họ và cái sống của mình, ai sướng hơn? Mặc dù mình vẫn lo sợ, nhưng mình vẫn còn trong đất liền, và ngay cái nhà của mình, ngay đất nhà của mình, mình còn chạy tới chạy lui được. Còn họ bây giờ 3.000 người trên chiếc tàu đó, họ không có đường để đi. Mới đầu 2 người bệnh, rồi từ từ mấy chục, thì càng ngày càng bệnh. Thì những người sống trong đó tâm lý họ rất là hoảng sợ. Vậy thì họ có phải là một cõi không? Một họ cũng đang là ở một cõi đó. Mà có thể là cái cõi của họ là cõi khổ đau của địa ngục. Bây giờ sợ quá. Bây giờ mình là công dân Mỹ, mình công dân Canada, công dân Pháp, mà giờ không được vô bất cứ một đất nước nào hết. Bây giờ thì ok rồi, Mỹ ra đón, Canada ra đón, rồi mỗi nước từ từ sẽ ra đón dân của mình về. Nhưng mà trước đó họ sống trong hoảng sợ, lo lắng. Và cái mong mỏi của họ một điều duy nhất là đi đâu? Được về nhà. Vậy thì thưa đại chúng là ngay trong cái thế giới này cũng có nhiều cõi lắm, chứ đâu phải là bình thường đâu. Rồi bây giờ mình đang ngồi đây, so với tất cả các nước đang lo sợ, thậm chí ngay cả ở Trung Quốc luôn, mà cái cõi khổ đau nhất của họ bây giờ là cõi nào? Ở Vũ Hán. Những người dân trong đó họ sống, quý vị đọc những cái tin đó quý vị mới thấy tội nghiệp vô cùng. Vừa rồi đây Pháp Hòa đọc một cái bản tin của một ông đạo diễn, sinh năm 64, mà trong 17 ngày mà trong gia đình ông 4 người chết. 3 ông bệnh đem vô bệnh viện, nói không có giường, đẩy về.
Rồi mẹ ông, hai chị ông và ông chăm sóc ông cụ. 4 ngày sau ông cụ chết. Rồi bà mẹ ông bắt đầu nhiễm bệnh. Và mấy ngày sau bà chết. Và cuối cùng hai người chị. Mà trong 17 ngày ông chứng kiến 4 cái chết. Và bây giờ gia đình có người chết, gọi không ai tới pick up hết. Cuối cùng họ phải bưng ra để ngoài sân luôn. Chứ bây giờ làm sao để trong nhà là còn mệt nữa. Thì Pháp Hòa xin thưa, trong cõi khổ, trong ngay cái cõi khổ đó có những người trầm khổ hơn nữa. Cũng giống như bây giờ ngay trong cái phòng này đây, mình nói mình khổ mà biết đâu chừng có những người khổ hơn mình, thống thiết hơn mình, tại ta không nói thôi. Trong tận lòng của mọi người nó có mỗi cái cõi khổ riêng của nó. Thì bây giờ quý vị khổ quá, quý vị nghe chỗ nào có pháp hội, có thuyết pháp, có giảng kinh, có cầu nguyện, quý vị đi tới. Nghĩa là mình muốn vượt cái cõi khổ này để mình đi tới cái cảnh an lạc khác. Cho nên cõi cực lạc, cực kỳ an lạc, là nếu mà nói theo lý thì khi tâm mình không còn sợ hãi lo buồn thì đó là cực lạc. Nhưng ở cái mặt mà đưa cái tư tưởng khổ đau mình vượt khỏi thì mình có một cõi an lạc để tâm mình hướng tới. Cũng giống như Pháp Hòa nói, những người mà lên đên trên biển đó, mà bây giờ mà nếu mà có tuyên bố là anh là người Canada sẽ có máy bay tới rước tất cả dân Canada về, sẽ có máy bay tới rước, họ vui vô cùng. Nhưng mà đâu phải họ về có đó một cái họ được về nhà liền đâu. Họ còn phải ở trong những cái phòng cách ly nữa. Mà bây giờ tăng thời gian lên rồi, thay vì 14 ngày là bây giờ có thể 3 tuần tới 1 tháng, thí dụ vậy đó. Cho nên muốn được cõi đó đâu phải dễ. Nhưng mà bình thường mình đang ở cực lạc, mình đâu muốn đâu, mình cứ muốn tuột xuống không à, bước dây xích tuột xuống. Nhưng mà khi nào mà mình rơi vào cảnh đó mình mới biết. Vậy thì cái cảnh này á, hỏi là cõi tưởng tri hay liễu tri. Làm sao là tưởng tri là mình tưởng tượng, ok, tạm thời gọi là tưởng đi. Nhưng nếu anh hiểu được cái đạo lý của tịnh độ, anh không còn tưởng tri mà anh liễu tri. Tưởng tri là gì? Là cái biết rồi do mình tưởng tượng ra cõi đó. Nhưng mà nếu anh hiểu được đạo lý thì làm sao gọi là tưởng tri nữa. Anh rành rõi cõi đó, anh chưa tới nhưng rất là rành. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hồi Việt Nam mà ở đây có ai thấy mở cửa mã chưa? Mở cửa mã là mấy người ta chết 3 ngày rồi cái làm cái thang á, đàn ông thì 7 nấc thang, đàn bà thì 9 nấc, cái dựng ở trên cái mộ, rồi cái lấy 5 cây tre gọi là trấn 4 góc mã với ở giữa, xong rồi kiếm một con gà cột vô cái cây mía rồi kéo đi vòng vòng đánh cho nó kêu lên. Hỏi chi vậy? Nó có hai ý nghĩa. Một là cho người ở dưới nghe tiếng con gà kêu đi lên. Cái thứ hai đó là con gà tượng trưng cho một đàn con bây giờ mất mẹ rồi. Gà mà bây giờ lạc đàn mất mẹ kêu chim chíp vậy đó. Rồi cái cây mía lao là tượng trưng cho cái gian lao khổ cực của cha mẹ nuôi nấng mình. Cha mẹ nuôi nấng mình cực khổ, giờ ốm o gầy mòn như cây mía lao vậy nè, phải không? Rồi mới cổ con gà vào đó để kéo đi vòng vòng vậy đó. Rồi dựng cái thang ngay cái mộ để chi? Để họ leo lên thang đó họ đi. Mình bước một bước thì chín nấc thang nó cũng gãy nữa chứ đừng nói. Mà bây giờ giả vụ như bây giờ có một người nào đó leo lên đó, mình dám đứng đó ngó không? Thậm chí mà người đó đau chân lên, mình nói đi từ từ bác để con đỡ không? Chạy liền. Đó là gì? Rồi bây giờ mình, cái đó là một loại tưởng tri chứ gì nữa. Tưởng là có người leo lên thang, rồi tưởng này tưởng kia, tưởng tri cái gì? Bây giờ nếu như mình hiểu nè, cái này không phải của đạo Phật, cái vụ mở cửa mã không phải của đạo Phật, nhưng mà đạo Phật các thầy là tùy thuận tập tục thế gian, hầu đem cái tập tục đó rồi giải thích, rồi chuyển hóa làm cho người ta hiểu được cái đạo lý, người ta tiến bộ, ta tu, ta sống. Năm cái thứ đậu mà rải đó. Đậu là gì? Đậu rải xuống là nó phải nứt mầm, vì người ta muốn cầu chúc
cho con cháu từ nay làm đâu đậu đó, và sanh sôi nảy nở ra như những hạt đậu, và đồng thời sung túc. Nếu như mà mình hiểu được cái đó rồi, qua ra nước Mỹ, qua Canada, đâu còn ai mở cửa mã gì nữa đâu. Bị gì muốn thì cũng đâu có đủ đồ nghề. Nếu mà miễn cưỡng lắm là chạy ra cái tiệm bán gà sống gì dưới này nè. Mua được con gà, nhưng mà chuối ở đâu mà làm than, tre ở đâu mà chuốt để mà làm mấy cái ống tre chấm chấn mã, rồi mía lau, thí dụ vậy. Nếu có làm nhưng hiểu được ý nghĩa thì liễu tri chứ không tưởng tri. Ví dụ như mình cầm cái hương, mình nói Phật ơi, Phật phù hộ con. Người chưa hiểu nghĩ rằng có ông Phật nào đó phù hộ. Nhưng người Phật tử hiểu biết chân chánh vẫn cầm cái nhang cầu nguyện, nhưng vượt ngoài cái mê tín. Con thỉnh Phật gia hộ cho con, để tâm tư con gửi gắm, và con biết rằng tự lực của con phải vượt khổ, Phật là người tha lực cho con. Con cảm nhận như Phật đang có mặt đây nhắc nhở chúng con là tha lực, nhưng con nương vào lời Phật để con tự lực. Mình hiểu được điều đó, mình làm, dù mình cầm cái nhang, mình van xin, mình khấn vái gì đó, nhưng không phải là những cái lúc chưa hiểu đạo nữa. Bây giờ mình làm là vẫn làm, nhưng liễu tri vô cùng, và không hề có tính cách mê tín. Mê tín là làm thôi. Anh làm gì đó, tại sao anh thắp nhang không biết. Làm mà không hiểu là mê tín, làm mặt mà hiểu hết mình đang làm gì là liễu tri. Cho nên mình chưa, mình biết cõi tịnh độ là có, nhưng mà có với ai? Có với người tâm tịnh độ. Ví dụ như thưa đại chúng là casino có không? Nhưng mà nếu mình không phải là dân thích casino, không ghiền casino, thì mình biết nó nằm đâu không? Không. Mà thậm chí có đi ngang nó cũng vô tâm. Vậy thì casino có, mà tại sao đối với mình nó không có? Vì mình đâu có tâm casino. Thì mình không có tâm casino, thì casino có trước mặt thì cũng bằng không. Trời ơi, cái chỗ này nhà thiền gọi là gì? Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Mà nếu mà nói trong kinh tứ thập nhị chương á, kinh tứ thập nhị chương, mà trong kinh đó Phật nói rằng con người có 20 điều khó, trong đó có một cái gọi là đối cảnh không tâm. Đấy, ví dụ như mình không thích chuyện casino, đi ngang đi làm mỗi ngày mà vẫn không có ghé vô, thậm chí bạn bè rủ vô cũng như không. Người không thích uống rượu, đi tới các anh cứ uống, tôi dùng nước ngọt, miễn sao tôi có mặt chung vui, chứ không phải là phải cụng ly. Mà nếu có đi nữa, một chút để gọi là xã giao thôi, chứ không phải là xã láng. Thì mình vẫn làm, nhưng mà liễu tri, không phải là tưởng tri. Cho nên mình biết mình đang làm gì thì tất cả đều là liễu tri. Liễu là liễu ngộ, rốt ráo. Tri là biết, biết một cách rốt ráo mình đang làm gì. Có làm không, mình làm mà mình bị người ta hỏi mình không biết gì hết, đúng là làm không biết là làm mê tín. Còn làm mà hiểu thì không mê tín. Bây giờ dẫn chưng một dĩa trái cây lên cúng Phật nè, dẫn bưng hai ly nước lên cúng Phật mà biết hết ý nghĩa nguyên do của sự thực tập cúng dường trái cây hay là nước, mà cái đó là liễu tri đó. Còn mình mang lên mình không biết cái gì hết, ta hỏi mình không biết nói, thì cái đó là mình mê lầm. Cho nên theo cái Pháp Hòa giải thích thì không phải là có liệu. Mình hiểu được lý sự viên dung thì cái này là liễu tri. Còn một bề chỉ hiểu được cái sự thôi, không hiểu được lý, là nó thuộc dạng tưởng tri đó. Thí dụ như ta nói chết rồi có một cõi niết bàn, rồi mình cứ trông đợi tới ngày đi niết bàn, mà trong cái đó không hiểu niết bàn là gì. Nếu hiểu được đạo lý của Niết Bàn thì ngay giây phút này quý vị đã có Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Cuộc đời có biến đổi, ví dụ như có già, có bệnh, có chết nè, hiểu. Cho nên cuộc đời vô thường,
nhưng tâm mình vẫn thường là vì mình hiểu nó. Đó, đó là trạng thái của Niết Bàn, đó là thường. Tâm bình thường trước mọi cảnh bất thường là một trong, mình sống được một trong những cái đức tánh của Niết Bàn. Bạch Thầy, trước hết xin cầu chúc cho Thầy nhiều sức khỏe để giáo hóa chúng sinh. Xin Thầy chỉ đạo cho hàng Phật tử chúng con là nếu làm mẹ thì thương con đẻ của mình, nhưng nếu không thương con người khác, vì con mình có quyền thì có sai không ạ? Và nếu làm mẹ mà một lời xin lỗi những gì làm đau lòng con người khác có được không ạ? Thật ra hồi sáng mình học kinh đó, nếu mình nhìn tất cả chúng sanh là bình đẳng, bình đẳng thì mình là một người lớn, mình làm sai mình xin lỗi một đứa con nít cũng được nữa, tại vì chúng sanh bình đẳng. Mà đa số mình không được bình đẳng và mình không làm được là vì sao? Vì mình thấy người ta nhỏ hơn mình. Ví dụ như có những vị nói tôi không có kêu mấy thầy trẻ bằng thầy được à, không có xưng con được à, tại tôi lớn hơn ổng. Có nhiều khi nói ổng mới bằng cháu tôi à. Tại là mình thấy sao? Mình thấy có cao thấp. Cho nên đôi khi nó block, nó ngưng chặn mình không thể làm được việc. Còn nếu như mình thấy rằng á, trên nguyên tắc lỗi là mình xin, thì dù là mình là người lớn nhưng mà đâu có nghĩa là mình hoàn hảo đâu. Mà nếu mình làm được như vậy, nó có hai tác dụng. Một là giúp cho mình vượt ngã. Hai là dạy cho con cháu mình, những người sau họ biết được cái ý nghĩa của sự nhận lỗi, biết lỗi và xin lỗi. Quý vị biết là Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có nói bảy thành công của đời người, trong đó có một cái gọi là nhận lỗi và xin lỗi. Thật ra mình thương con của mình là chuyện đương nhiên, không thương được con người khác cũng là chuyện bình thường. Vì sao? Vì mình còn thấy có nhân, có thân, có sơ. Sơ là gì? Xa xa, sơ sơ vậy, sơ sài đó. Thân là gần. Cho nên người tu á, một trong năm đức của người tu, trong đó có một cái đức là thương tất cả chúng sanh để vượt ngoài cái thân sơ. Trong kinh nói vậy nè, kinh Phước Điền dạy người xuất gia phải có đủ năm đức. Một, đi tu là phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Đi tu vì cảm bội Phật Pháp chứ không vì cái khác. Thứ hai, bỏ đi cái tướng đẹp vì thích mặc những pháp phục. Còn những cái tướng đẹp của thế gian như là quần jean, áo đầm, vân vân, đó là cái đẹp của thế gian, mình không cần cái đó, mình vì mình thích cái đẹp của pháp phục. Phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, cắt ái từ thân vì thích mặc cố. Mình lìa, mình cắt bỏ cái từ thân, cái ái luyến của gia đình mình để làm gì? Để mình đi tới cái chỗ không còn thân sợ, vân vân. Cho nên á, lẽ ra thì mình thương bình đẳng, nhưng mà thôi cũng tạm chấp nhận, thế gian là vậy, cái gì ruột thịt của mình vẫn thương hơn. Ngay cả tu rồi mà chưa thoát mà thầy tôi vẫn hơn là thầy chị thầy anh, không Pháp Hòa hay chọc thầy tôi là thùi cây á, thầy con là thòn cây đó. Còn cái chuyện mà mình xin lỗi là cần làm, tại cái đó là mình phải thấy rằng tất cả mọi chúng sanh là bình đẳng, và đồng thời giúp cho mình tiến tu. Có lỗi thì mình nhận. Kính thầy, có khỏe không? Xin thầy giải thích giùm con sự khác biệt giữa Phật giáo và Phật giáo Hòa Hảo. Quý vị muốn biết Phật giáo Hòa Hảo là gì thì mình đi nghiên cứu thêm. Vì cái gì mình không có biết hết, mình nói e mình có lỗi. Ha. Thật ra mình nói cũng được, nhưng mà thôi để mình tự nghiên cứu đi, nó dễ hơn. Rồi đó, ở đây mình phạm vi Phật giáo thì mình nói Phật Pháp thôi. Còn cái gì của người khác mình không rành,
thì thôi mình đừng nói, để mình không phạm cái lỗi là mình nói mà không tròn ý nghĩa, nó sai. Còn nói Phật giáo là cái gì? Phật là tỉnh thức giác ngộ, giáo là dạy dỗ. Vậy thì mình đi theo Phật giáo là đi theo con đường dạy cho mình tỉnh thức giác ngộ, chứ không phải là một tôn giáo có đức tin. Bái cúng để van xin có, cái đó có, nhưng mà cái đó không phải chánh. Cái chánh là hiểu Phật, tu Phật, rồi sau đó còn mấy cái lặt vặt gì đó là trợ duyên thôi. Pháp Hòa ví dụ, mình phải ăn uống cho đàng hoàng, ngủ nghỉ cho đàng hoàng để không có bệnh. Mà lỡ có bệnh thì phải đi bác sĩ, phải uống thuốc. Còn chuyện ghi tên lên chùa xin cầu an là trợ duyên, chứ không phải rồi tôi bệnh rồi đó, gửi thơ, gửi tên chùa, thầy cũng cầu khỏe rồi đó, không uống thuốc, em không bảo quản mấy chuyện đó nha. Tức là mình vẫn làm đúng không? Vẫn ghi tên cầu an, vẫn lại Phật. Nhưng mình phải biết rằng đó là cái giây phút giúp cho tâm mình an tịnh. Mà tâm mình an tịnh là một phần giúp cho sự chữa bệnh mình rất hay. Vì thân tâm nó phải phối hợp. Bệnh thân mà tâm lo lắng, bệnh tăng trưởng. Mà biểu là đừng có lo, nói không không có cách. Giờ tôi có cách cho chị không lo nghe. Chị niệm Phật, chị niệm cứu khổ Quan Âm, chị cầm thuốc lên, chị niệm Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật, tâm nhớ Phật, miệng đọc Phật, ý tưởng hình ảnh Phật, giảm đi cái giây phút buồn lo đó. Uống thuốc có tác dụng. Cho nên nó tâm nó bao trùm. Nhiều khi thân bệnh 50% mà tâm bệnh tới 70% lận. Bị nổi cái lo không là đủ rồi. Thấy không? Thành thử ra mình phải biết rằng ai cũng có bệnh hết. Và mình may mắn là mình bệnh ở một cái quốc độ này, người ta chăm sóc thuốc men tận tình cho mình. Cho nên mình phải có một cái tâm bình an, hợp tác với bác sĩ, phối hợp nhiều khía cạnh để giúp cho cái bệnh của mình. Thưa thầy, có mấy loại thiền, muốn học thiền phải bắt đầu từ đâu và phương pháp nào? Thiền của sư ông Nhất Hạnh và thiền sư ông Thích Thanh Từ có khác và giống nhau? Này là một đề tài lớn. Thưa đại chúng, thì căn bản nếu nói cho đúng thì tất cả sự việc hành xử của mình mỗi ngày đều là thiền. Nhưng nói gọn gãy thì chúng ta có hai loại thiền. Một gọi là Như Lai thiền, hai là Tổ Sư thiền. Như Lai thiền á, là chúng ta thiền tập từng bước, thí dụ như quán hơi thở. Rồi trong cái pháp quán hơi thở này nó có mấy cách. Ví dụ như đếm hơi thở gọi là sổ tức, đi theo hơi thở gọi là tùy tức. Trong cái pháp tu về hơi thở nó cũng có nhiều cách để giúp cho tâm mình tịnh. Từng bước vậy đó, gọi là Như Lai thiền. Mà thật sự chữ Như Lai thiền là mình tạm đặt tên thôi. Chứ thiền là trạng thái của tỉnh giác thôi, chứ không có gì phải đặt tên cả. Nhưng mình tạm đặt một cái tên để chúng ta dễ nhận biết thôi. Cũng giống như bây giờ mình đặt tên là pháp này là pháp tịnh độ, là niệm Phật, pháp này là pháp mật gì đó. Chứ thật sự thời Phật, Phật không hề nói chữ đó. Phật không có nói bữa nay tôi nói pháp thiền, pháp tịnh gì đó. Rồi Tổ Sư thiền là gì? Tổ Sư thiền là người ta chỉ thẳng, đi thẳng vào cái tự tánh, cái linh hoạt của mỗi người. Pháp Hòa ví dụ, người đệ tử vô nói dạ thưa thầy, xin thầy dạy cho con tu. Nếu mà mình Như Lai thiền là mình nói vậy nè: ồ vậy hả, thôi con ở đây ha, mỗi ngày ăn chay với thầy, tụng kinh mấy buổi, ngồi thiền mấy giấc, từ 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 bước vậy đó. Nhưng mà nếu ông thầy ổng có nói vậy đó, cầm ly nước lên uống trà. Người đệ tử tiếp ly trà uống xong nói: rồi tôi dạy ông tu rồi đó. Tại tu là cái gì?
khát thì uống, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Tu là chuyện đơn giản bình thường, có gì ảo hỏi mà tôi phải nói. Pháp Hòa ví dụ khác. Có một người đã vô hỏi: dạ thưa Hòa Thượng, đạo là gì? Ông thầy nói: ô lộ, ô lộ. Ô lộ là cái gì biết không? Ô là cái gì? Là màu đen, là con quạ. Lộ là con thiên nga. Con thiên nga màu gì? Màu trắng. Có con quạ nào màu trắng không? Có con thiên nga nào màu đen không? Không. Đạo là vậy đó. Đạo là tự nhiên như quả đen, thiên nga trắng. Có gì đó tôi nói. Hỏi thưa thầy đạo là gì? Ô lộ, ô lộ. Đơn giản vậy thôi. Còn mình ngồi mình giải thích, đó là vì mình phương tiện, mình từ bi, mình dẫn dắt cho người đệ tử từ từ. Nhưng trường hợp mình nói vậy để gì? Để trực chỉ nhân tâm, đi thẳng vào tâm người đó để thấy được cái cơ linh, cái nhạy bén của người đó. Nếu mà người đó nhạy bén thì người này là pháp khí đại thừa, thăng tiến rất mau. Quý hiểu và nói vậy đó. Cho nên nói là để nói vậy thôi, chứ còn thật sự ra sự tu tập trong Phật pháp đơn giản vậy. Pháp Hòa nói ngày nào mình cũng ăn cơm, và mình ăn cơm và bữa nay như thế nào mình nhận biết như thế đó. Ngày nào mình cũng ăn cơm trong hạnh phúc hết, mà đa phần là mình ít có được hạnh phúc là vì mình so sánh. Bữa nay dở hơn bữa kia, kỳ này chùa này cho ăn cơm dở hơn kỳ trước. Thí dụ vậy. Còn hai hòa thượng của mình thì cái thiền của các ngài giống nhau hết á, nhưng mà cách nói có khác. Ví dụ như hòa thượng Trúc Lâm á, là sư ông Thanh Từ á, thì sư ông dạy là biết vọng không theo, biết cái gì nó sai đừng theo. Còn sư ông Làng Mai á, sư ông Nhất Hạnh á, thì nói là chánh niệm. Cũng là một cách tu đó thôi. Anh không, anh biết vọng anh đừng theo, thì anh trở về cái gì? Trở về với chánh. Còn hòa thượng kia thì nói thật trực chỉ luôn, nói theo cái chánh đừng theo tà. Cũng là một cách nói, nhưng mà cũng là một cái ý đó, nhưng mà nói hai cách. Hòa thượng nói ví dụ vậy là mình uống trà phải không? Hòa thượng nói uống trà, biết uống trà. Rồi hòa thượng viết cái bài kệ uống trà: chén trà trong hai tay, chánh niệm dâng tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Tức là uống trà biết uống trà thôi. Còn thí dụ như cầm ly trà lên, cái mình nói trời cái này sao nó trắng, nhìn giống rượu đế quá ha. Hay là làm cho cái tâm nó vọng ơi. Tâm này nó vọng rồi, cái đấy biết vọng không theo. Tại sao đang uống này mà nghĩ khác? Bỏ cái tâm vọng đó trở về đây uống cái này. Thì hai cách nói nó khác thôi, nhưng mà cái ý nó cùng. Cũng như vậy, bây giờ biểu ngồi quán hơi thở, quán không được. Niệm Phật làm được không? Dạ được. A Di Đà Phật, miệng đọc, tai nghe từng chữ rõ ràng, tâm chú vô từng lời. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Anh kia ngồi tĩnh lặng từng hơi thở, bên này niệm Phật tịnh tâm, bên kia quán hơi thở tịnh tâm. Giống nhau không? Giống nhau, cách khác thôi. Mình người lớn cầm viên thuốc Tylenol luôn uống cái một, nít nó nhìn viên thuốc nó tá quả tâm tinh, lấy viên thuốc ra nghiền ra bột, đưa nó uống nó sặc, nó không dám uống, bỏ vô nước quậy tan lên, nó cũng ực đúng viên thuốc đó. Nhưng mà người lớn để vô cái một à, con nít nó chưa quen, nghiền thuốc ra. Hồi nãy là thuốc viên phải không, là hoàng, nó không chịu uống hoàng, cho nó uống tán. Cao đơn hoàng tán. Cao là thuốc dán, đơn là kê toa hút thuốc, hoàng là thuốc viên, tán là thuốc bột. Không uống được thuốc viên, cho nó uống thuốc tán. Được không? Nhưng mà cùng ý nghĩa không? Chữa bệnh hết. Cho nên nói pháp mà không phải pháp.
pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp hà thời pháp. Anh không cần nói pháp nào mà pháp nào anh cũng dụng. Cho nên người mà biết tu rồi, không phải lúc nào cũng cầm chuỗi kêu niệm Phật, không phải lúc nào cũng giác cái gối đó kêu tu thiền. Anh biết thiền, ngồi đâu anh cũng thiền. Hiện vậy, thậm chí giờ phút này cũng có những người đang nhắm mắt thiền. Thầy hay quá. Trời, ghe mà tôi nhập định luôn á. Cho nên thiền là gì? Thiền nghĩa là dừng tất cả vọng động, chú tâm vào cái hiện tại kêu thiền. Cho nên tu thiền nó có tu thiền là thiền chỉ, thiền tịnh, chỉ quán chứ. Chỉ là mình dừng, quán là mình thấy rõ. Thưa thầy, ăn ớt là người hay ghen phải không thầy? Trời đất ơi, bữa nay qua cái vụ này nữa. Bạn con thấy con lấy ớt hơi nhiều, bảo là bà ghen bà cố. Vậy là đúng hay sai vậy thầy? Em không ăn ớt lắm vậy em không dám nói. Thật ra thì cái gì nó cũng là do mình tưởng tri. Đấy, cái này một dạng tưởng tri đó. Mình nghĩ là người nào ăn ớt nhiều là người đó ghen. Có nhiều người người ta sắc ớt không có cay, nói người đó hiền. Có phải không? Đó mình tưởng tri mà. Còn đụng vô mới liễu tri. Nhiều khi mình thấy người đó, em Pháp Hòa mới nói là tưởng tri với liễu tri nha. Có một cô Phật tử, cô mời một cái công ty tới để mà inspect cái nhà của cô, tại cái heat nó hư. Thì cái công ty đầu nó chạc cổ 15.000. Cổ thấy mắc quá, cổ mới gọi công ty thứ hai vô. Nó inspect xong rồi nó cho giá là 8.000. Thì khi cô nghe 8.000 là nó làm sao? Nó rẻ phải không? Cô nói what? 8.000? Ý của cổ là nó quá rẻ với cái so với cái đứa không. Mà cái ông thứ nhì ông đâu có biết. Ông thấy expensive 10% discount. Cái tone của cổ nói, cái cách của cổ nói, trong bụng của cổ mừng quá chừng là tại vì nó quá rẻ. Nhưng cổ nói rằng cái ông kia ông tưởng quá mắc. Ông nói ok 5% off nữa. Thì quý vị thấy nhiều khi mình thấy cái đó, mình tưởng cái đó, nhưng mà không phải là mình tự liễu tri cái đó. Quý vị thấy ly nước đây, có thể quý vị nói ồ nước lọc, nhưng mà có thể nó là một ly rượu. Chỉ người nào ở trên này cầm cái ly này uống thì mới biết nó là rượu hay nước, nó là nóng hay lạnh, nó là nguội hay là lạnh kiểu nước đá, vân vân. Cho nên cái chuyện mà gọi là ăn ớt có phải là người hay ghen phải không? Bạn con thấy con lấy ớt hơi nhiều, bảo là bà này ghen bà cố. Tất cả đều là do cái tưởng của mình thôi. Thí dụ như có nhiều người ta nhìn mình viết chữ á, nhỏ đấy, bà này keo lắm nè. Người nào viết chữ bự vậy có nói sao? Bà này rộng rãi lắm nè. Đó cũng là một loại tưởng tri thôi. Kính thưa thầy, con cầu chúc thầy thật nhiều sức khỏe, nhờ thầy chỉ dạy cho con làm sao mình buông và tập buông trong cuộc sống để bớt lo lắng, nhưng không trở thành một người sống ích kỷ. Chữ buông á không có nghĩa là mình buông xuôi bất cần, không có nghĩa vậy. Chữ buông nghĩa là mình thấy cái điều đó mình nên thảnh thơi nhẹ nhàng với nó. Pháp Hòa ví dụ như mình thường thấy cái thân này trước sau cũng phải bệnh và trước sau cũng phải tới hoại diệt. Nói vậy cái thôi giờ tôi buông á, không uống thuốc, không có làm gì hết, không chăm sóc, không phải vậy.
vẫn làm tất cả, đến giây phút nào không còn làm được gì thì chừng đó chúng ta nhẹ nhàng. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình mất một cái điện thoại, mới vừa để đó xoay lưng đi mất cái điện thoại, cũng đi kiếm chứ. Chứ đâu vừa mất thôi Phật biểu buông, buông rồi. Đâu phải vậy. Mình vẫn đi kiếm đàng hoàng, không được mới buông. Mà nếu nói cho cùng đó là gì? Đừng dính mắc. Thật ra khi chúng ta nắm trong tay cũng chưa chắc là chúng ta không mất, tại chưa đến lúc thôi. Chưa đến lúc thôi. Và cái chữ buông nghĩa là xả đó. Buông là một cái hình thức của xả, là đừng có dính mắc. Ví dụ như người ta nói mình nặng một câu, mình không dính mắc vào lời nói đó là một hình thức của buông xả. Cho nên đại chúng đừng có lầm là buông là không có nghĩa là mình give up, mình let go mà kiểu mà bức tức. Không phải, không có cái ý là giận lẫy buông xuôi, không có. Làm tất cả nhưng không dính gì hết. Thí dụ như bây giờ quý vị thương ai, quý vị chăm sóc người đó, nhưng mà mình đừng có dính là người đó phải đền ơn đáp nghĩa gì cho mình. Mình cứ làm tất cả theo khả năng của mình. Nhưng mà ngay từ đầu mình không đặt để người đó là phải làm gì cho mình đó, cho nên mai mốt họ có làm gì không mình không có buồn. Tại ngay từ đầu là mình đã không đặt để rồi. Còn mình có cái đặt để là mình sẽ khổ. Cái chỗ này nó giống như cái chỗ nhà thiền hay nói vậy, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có nhiều người cũng hiểu lầm cái chữ vô tâm đó. Thờ ơ, lạnh nhạt. Ví dụ nó nói má ơi má con đói bụng quá à má, đối cảnh vô tâm. Má tu thiền. Con tự con kiếm ăn đi để cho má đừng dính mắt. Còn nhiều khi nó đau bệnh muốn chết vậy, nó cần ôm mình ôm ấp. Không không, má tập xả con. Đâu có phải vậy. Mình không khéo đó, nó nghĩ mình tu chập rồi mình hơi hơi á. Hồi xưa mình dễ thương, mình ấm áp, và sao giờ mình tu mình lạnh lùng quá. Không phải vậy. Mà mình cho nên mình không có hiểu được đạo Phật á, là mình tu riết á, là mình sẽ làm cho người khác nhìn đạo Phật lệch lạc lắm á. Mà rất nhiều thứ người ta đã làm cho người khác nhìn đạo, bởi vì chính họ, chính người đó cũng đã hiểu đạo Phật một cách lệch lạc. Cho nên cái đó đó không phải là chánh kiến. Chánh kiến là phải có cái thấy đúng đắn về các pháp, nhưng không có nghĩa là mình buông bỏ các pháp. Đấy, đây là một pháp nè. Mà cái pháp này nó có tồn tại không? Không. Nhưng mà bây giờ nó đang đẹp thì mình phải sử dụng nó chứ, mình chưng nó chứ. Chứ đâu thể nó này nó cũng hư héo thôi kệ ngắt nó trước đi. Không phải vậy. Đang sử dụng nó, nhưng mà khi nó còn tươi chúng ta sử dụng theo cách tươi. Và thậm chí khi nó khô héo chúng ta cũng có cách sử dụng khi nó khô héo, nếu chúng ta muốn sử dụng. Đấy, cái hoa hồng này bây giờ mà mai mốt đây mà hơi héo chút, nó cúp xuống là mình trỏng đầu nó xuống, rồi mình có một loại keo mà spray nó lên là giữ nó khô, là thành một bình hoa hồng khô. Nó cũng có cái đẹp của nó, tùy theo cái sử dụng của mình. Ngay cái thân thể này, có nhiều vị người ta hiến xác, người ta hiến xác cho khoa học, cho y học, không làm nắm tay gì hết, cũng không gọi là người đó không siêu thoát. Mà nếu nói đúng hơn là người đó đã tận dụng cái thi thể của họ một cách trọn vẹn. Bây giờ mình không còn sử dụng được nữa, không ai sử dụng nữa, cũng không ai dám tới gần nữa hết á. Cho y học người ta sử dụng, nếu người ta còn. Còn thí dụ như người ta không cần thì mình phải thanh toán theo kiểu khác, là đốt, là chôn, là gì đó. Nhưng mà mình vẫn biết thân thể này, thân này không phải là mình. Cho nên cái lời mà mình khai thị thường xuyên cho chính mình, tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Hồi cha mẹ sanh ra không có thẹo, sống trong đời cứ kỳ quẹt riết là dính thẹo. Thí dụ như mình đi mình té, mình đập vô một cái cửa trầy chân rồi, cái chân mình bắt đầu có thẹo. Tay mình lỡ xước mình cũng có thẹo. Nhưng mà bảo đảm cái thân này. Nhưng mà nói như thế thì không có nghĩa là chúng ta buông bỏ nó, chúng ta vẫn sử dụng nó. Làm sao biết được một cuộc gặp gỡ hay chung sống là duyên của kiếp này hay nợ của kiếp trước?
Cũng như làm sao biết được một sự việc là đang tạo nhân hay là do quả dẫn dắt. Trước hết á, là mình phải nhận tất cả những người mình gặp, các việc mình gặp trong đời này là duyên. Nhưng mà nếu cái duyên đang diễn biến này mỗi ngày khổ nhiều hơn là biết cái này duyên nghịch. Còn nếu mà cái duyên này mỗi ngày hạnh phúc nhiều hơn, đầm thắm nhiều hơn, biết là duyên thuận. Nếu mà là duyên thuận thì chúng ta cũng nỗ lực tu tập để cái duyên này nó đẹp, nó tốt. Còn nếu mà là duyên nghịch thì chúng ta không phải đẩy nó ra, mà chúng ta phải tu tập nhiều hơn, khéo léo hơn, tế nhị hơn, để chuyển những cái duyên nghịch này từ cái cực kỳ nghịch xuống tới cái giảm, rồi xuống tới cái nhẹ nhàng, chứ không có buông bỏ, không có đẩy. Đấy, hồi nãy mình học buông bỏ đó, không phải thấy thuận mà ôm, mà thấy nghịch là đẩy. Mà chính cái nghịch đó chúng ta càng phải làm. Thí dụ như bây giờ mình có đứa con nó học giỏi thì mình không cần phải quan tâm nhiều hơn, nhắc nhở nó. Còn nếu mà đứa nào mà nó học dở thì mình phải làm sao? Phải quan tâm nó hơn, tìm cách giúp cho nó hơn, dở chở cho nó đi khu môn, tìm tất cả thầy cô giáo chỉ cho nó. Chứ không phải nói nó học dở quá thôi cho nó chết luôn đi. Không phải. Mình biết đứa nào càng dở thì mình lại phải càng quan tâm hơn. Thì cũng như vậy, cũng như thế, nếu mà mình biết rằng cái duyên giữa mình với người này là nghịch duyên thì mình phải làm sao nhẹ nhàng hơn, tế nhị hơn, để cho cái duyên giữa mình với người đó đừng trở thành ra quá nghịch, mà phải là cái nhẹ nhàng. Có một phần mình trong đó, thật ra mình nói tại cái người kia đúng, nhưng mà cái cách của mình nó cũng là một phần làm cho người đó họ gia giảm. Còn nói cái chuyện gọi là nợ hay là ai trả ai, tự mình sẽ hiểu. Còn nếu mà nói là ai, cái nào là nhân, cái nào là quả, đa phần mình nghĩ là quả, cho nên mình đỡ nhẹ hơn. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái người đó tới chửi mình, cái mình mới nói trời ơi, bữa nay tôi đang trả một món nợ. Thí dụ vậy ha, thì mình sẽ nhẹ. Nhưng nếu mình nghĩ ngược lại, nhớ nghe, bà đã gieo nhân với tôi nghe, là mình ghi sổ rồi đó. Ghi sổ rồi, rồi kiếp sau đời nào đó mình gặp nữa. Cho nên không, không có nghĩ là nhân, tại nhân là mới bắt đầu. Rồi nếu mà bây giờ không kết quả là gặp nữa, mình biết rõ đây là cái bất thiện mà, thì cứ nghĩ là quả để chi, mình xả ngay bây giờ, mình không có cột với người đó, thì mình sẽ nhẹ hơn. Còn nếu mình nghĩ rằng người đó đang gieo với mình thì mình khổ. Cho nên đa phần mình nghĩ mình đang trả để chi? Để tâm mình bình an. Đừng có nghĩ người đó đang gieo nhân với mình, đang tạo nhân với mình, rồi sẽ trả cho mình. Đừng nghĩ vậy, mình khổ. Mình phải nghĩ là mình đang trả nợ cho người đó. Nhưng mà trong tất cả mọi người mình gặp trong đời này đều là nghịch duyên hay thuận duyên, chứ đừng nghĩ họ là oan trái của mình. Hồi nhỏ Việt Nam mỗi lần mình tức con cái mình, mày là nghiệp báo của tao, ví dụ vậy. Mình nói vậy cái tự nhiên mình làm nặng cái tâm mình. Mỗi lần mình gặp đứa con đó là bao nhiêu những cái negative, cái tiêu cực về đứa con đó nó sinh khởi. Và mình thấy rằng đứa con đó là đứa con nghịch của mình, để mình tạo cái duyên giảm nghịch với nó, chứ không phải là nó tới nó báo oán gì mình. Phật tử có cần để ý đến cách dưỡng sinh quân bình âm dương như phép thực dưỡng được không? Dạ được chứ. Thật ra thì đời sống của mình đó, ăn uống gì mình cũng phải có quân bình. Mà Pháp Hòa đưa một cái ví dụ, nhưng mà tại mình chưa nghiên cứu nhiều, mình không biết hết thôi. Chứ thật sự trong bữa ăn của mình là mình đã biết cái phần căn bản rồi đó. Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị hay dùng Baro phải không, để mà nấu thức ăn á, hay khử dầu đó. Bây giờ mình không cần dùng Baro. Quý vị có thể làm một chén gừng. Bất cứ xào nấu gì quý vị cho gừng vô, quý vị khử dầu. Thứ nhất, dầu cũng không hôi như mình xài Baro. Thứ hai là bảo đảm được sự giảm độc của món ăn, ấm tỳ. Ví dụ như mình nấu canh bẹ cải bẹ xanh, thường là mình để gì? Gừng.
Tại vì cải bẹ xanh mình hiểu cái nguyên tắc căn bản là rất là mát, hàn. Cho nên mình nấu chung với gừng để có cái chất ấm, nó quân bình lại. Mình không biết gì hết á. Nhưng mà trên, thật ra trên bữa ăn mình cái căn bản là đó rồi đó. Và ví dụ như giờ mình ăn đậu hũ trắng hoài nó sẽ hàn. Chiên lên cái nó có chất dầu, có chất chiên để nó có cái chất khác rồi. Âm dương nó quân bình. Mình ăn thức, người Việt mình ăn chả giò thường cuốn với xà lách. Không, hay là mình ăn mỗi cái món chiên mình lót ở dưới là một dĩa rau để mình quân bình âm dương. Đó là mình nói căn bản thôi. Ví dụ như buổi tối quý vị đi ngủ, quý vị uống ly nước ấm, ấm tì dễ ngủ. Mà bây giờ trên căn bản ha, mình không biết gì y học đó, nhưng mình hiểu cái căn bản nè. Khi mà lạnh với ấm, cái nào dễ ngủ? Ấm dễ ngủ hơn lạnh. Lạnh nằm run không có ngủ gì được. Đó, thành thử ra cũng như thế, cơ thể mình ấm thì ít bệnh hơn là cơ thể mình bị hàn. Cái chân mình luôn ấm thì mình ít bệnh hơn là chân lúc nào cũng lạnh. Thường thường mà ta cầm người nào mà tay chân mà lạnh ngắt, ta chọn có bệnh gì không? Ta thấy tay chân mình lạnh là ta là mình, cơ thể mình máu huyết nó không lưu thông. Cho nên cái căn bản là vậy. Còn nếu ai muốn nghiên cứu thêm thì tốt thôi. Để tại vì mình có một cơ thể khỏe thì mình tu mới khá xa được. Còn bệnh tật hoài thì làm sao mình tu? Cho nên cái cách tu tập là mình phải quân bình cả ăn uống. Vì vậy mà cái lời quán nguyện trước bữa ăn rất cần. Trước khi ăn đọc 5 lời quán nguyện, trong đó có một câu: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh. Kính thưa thầy, con đến Edmonton năm 1990 khi thầy mới đi tu. 30 năm ngắn ngủi nhưng thầy đã đi một bước thật dài. Tuy vậy, thầy vẫn không mất đi vẻ hồn nhiên chân chất. Con xin chúc mừng thầy. Chà, này chắc người quen à. Cố nhân à. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi: làm sao ngồi thiền hay tụng kinh được nhất tâm? Thế nào là nhất tâm? Hôm nào quý vị nghe cái bài đó nha, Pháp Hòa có giảng chữ nhất tâm rồi đó. Nhưng mà ở đây mình nói đơn giản theo câu hỏi thôi. Khi mà cái tâm của mình là cái tâm phóng, cái tâm mình là cái tâm phan duyên. Ngồi đây chứ chuyện gì xảy ra là phóng ra liền à. Chữ phan là phóng, duyên là mỗi cái cảnh duyên bên ngoài. Ví dụ ngồi đây mở sao người ta rớt một cái gì đó là ngoáy ra liền. Đó, một cái ví dụ đơn giản, nãy nghe tiếng điện thoại là mình ngó qua liền, ai vậy? Đó là tâm phan duyên. Vậy thì khi mình nhất tâm á, nghĩa là mình đem tất cả cái tâm đó trở về một mối, mà qua cái hình ảnh là gì? Chắp tay. Cho nên chắp tay còn được gọi là hiệp thập. Hiệp là hợp lại, thập là này, một là hai, 10 ngón hiệp thập. Còn nếu nguyên bàn tay, hiệp trưởng. Còn nếu mà người nào chọc mình là đánh trưởng. Trưởng là bàn tay. Cho nên khi mình đem hai tay mình chấp về là hiệp trưởng. Còn ý nghĩa là 10 ngón tay chấp cho ngay ngắn là hiệp thập. Biểu tượng cho nhất tâm. Vì vậy cho nên á, mình trên nguyên tắc ngồi đâu tụng kinh cũng được. Nhưng nếu ngồi ở bàn Phật thì tâm mình dễ gì? Dễ nhất tâm hơn vì hình ảnh Phật. Trên nguyên tắc tu tập ngồi đâu tụng kinh cũng được hết, nhưng mà tại sao các tổ khuyến khích mình ngồi trước bàn Phật? Vì có hình ảnh Phật nhiếp tâm. Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Bình thường chỗ này không có ai hết, mình đi ngang đi dọc mình không để ý, nhưng mà tự nhiên có khách ngồi cái mình đi ngang mình khép nép cái chân lại, cúi đầu đi từ từ. Cái hình ảnh người khách ngồi đó giúp cho mình dừng cái bước chân mình lại, nhiếp tâm lại. Như vậy thì mình mặc áo tràng có phải nhiếp tâm không? Một hình thức nhiếp tâm. Mình chắp tay, một hình thức nhiếp tâm. Mình nhìn Phật, một hình thức nhiếp tâm. Mở quyển kinh ra, tất cả những cái đó là duyên cho mình nhiếp tâm. Nghĩa là đưa tâm về một mối mà không có phan duyên, không có phóng trào.
có một vị tổ dạy niệm Phật nhất tâm. Ngài dạy sao biết không? Các ông mà nhớ khổ nhiều là các ông tu gắt. Thí dụ như bây giờ bệnh quá sắp chết, tu gắt củ kiệu. Còn mình nói sao? Đời tôi phơi phới thì mình tu lơ rai, tu lờ mờ. Tức là mình thấy cái nước rút, tự nhiên mình nhiếp tâm trở lại. Hồi nhỏ Pháp Hòa đâu có biết đi cầu khỉ. Mỗi lần mà đi qua chùa ở dưới quê á, mà quý vị nhớ mấy cái cầu cá dồ không? Quý vị nhớ mấy cái cầu đó gì? Trời ơi, hồi nhỏ Hòa đi về quê mà mỗi lần bắt lên đi mấy cái cầu đó là qua bò không đó, không có biết đi. Vậy mà có một lần xuống Bình Thủy á, công an mà rượt từ ở bến Cần Thơ, ở bến Ninh Kiều á, mà rượt dài lên tới Bình Thủy. Mà tới cái lúc mà cận là họ sắp chụp mình được rồi đó, quý vị biết Pháp Hòa chạy qua cầu khỉ một cái một. Mà cái cầu khỉ đó không phải là một cây dừa chặt ngang nữa, mà là một cây tre. Quý vị có nhớ cái cây tre mà nó chéo vậy nè, rồi gác một cái tre lên mà đó là cầu khỉ chính gốc á. À đấy đấy, nãy giờ Pháp Hòa tưởng đâu chỗ bán bánh tét. Nó có hai loại, có nhiều khi người ta lấy cây dừa, ta chẻ cái thân dừa làm hai, ta gác ngang cho mình đi. Cây dừa mà Pháp Hòa đi còn không được, mà làm sao đi cái cây này. Vậy mà tới hồi mà công an rượt, cái Hòa nhất tâm. Nhất tâm. Sau này Pháp Hòa tu rồi mình mới, thì cái chỗ tu thiền nó chỗ đó. Cái chỗ mà nhất tâm của mình là vậy á. Khi tâm của mình nó bật hết những cái khác, nó chỉ còn một thứ thôi. Nó chụp một cái là chết. Trời, Pháp Hòa chạy qua cái cầu ngon lành vậy đó. Từ đó về sau biết đi cầu khỉ luôn. Bởi cũng cảm ơn lắm. Rồi khi mà qua tới Canada thì ông mà ông làm chung với ba Pháp Hòa, ông người Mỹ, ông thấy ba Pháp Hòa có hai đứa con trai mới qua tới, ông mới lấy hai chiếc xe đạp ông cho. Con ông lớn ông xài ông cho hai chiếc xe cũ. Thằng em Pháp Hòa thì nó dạng lắm, mỗi ngày nó lấy ra nó tập nó đạp thì nó đi biết đi. Pháp Hòa nhát không dám lên xe đạp. Bữa chiều nữa nó anh hai, anh hai ra em chỉ cho anh hai đạp xe đạp. Nó mày từ từ mày. Nó dắt Pháp Hòa lên cái dốc nhỏ nhỏ thôi, thấp thấp vậy nè. Leo lên xong cái lúc mà xuống cái dốc á, nó yếu, nó cũng đâu có giật mình nổi đâu, nó đâu có vịn mình nổi, nó thả mình luôn. Trời ơi, sợ chết quá, sợ té chọt hai chân vô đạp luôn. Rồi khỏi ai dạy đi xe đạp, chỉ một cái sợ chết sợ té đó mà biết đi sao. Nhất tâm. Cái nhất tâm là vậy, tức là khi tâm của mình nó bật hết tất cả những cái bên ngoài, mình sợ một cái gì đó. Ở đây có ai ăn chuối xào dừa hồi nhỏ không? Buổi trưa mà mấy bà mà ai ăn chuối xào dừa không, ngoắc vô lấy ta la chuối đó, mấy bà vớt mấy miếng vậy mình ăn, mình dít xong rồi còn dính lá mình làm gì? Liếm lá chuối một cách rất nhất tâm. Quý vị ăn chè đậu trắng Việt Nam rồi phải không? Ở ngoài chợ họ bán chè đậu trắng trong cái túi ni lông á, có dám về mở ra ăn nguyên không? Làm gì? Cắn ở dưới đấy á, ăn rất là nhất tâm. Là tại vì lúc mình nghèo quá, mình sợ ăn cái gì nó mau hết lắm. Ăn cái gì chút thôi. Chan cơm với thịt lên cơm, ngồi ăn cơm không mà chừa cục thịt để làm chi phải không? Lát mình ăn cho nó nhức tâm. Nhưng mà không ngờ vừa đó lên thằng hàng xóm nó nhào tới cái rớt cục thịt mất. Thì Pháp Hòa nói một cái vài cái ví dụ để cho đại chúng hiểu nhức tâm. Thì có một vị tổ nói là khi mình niệm Phật, mình lấy cái khổ để mình nhức tâm. Tại vì nếu mình không tu là khổ. Thấy không? Các tổ nói là một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một ngày lầm lạc vạn ngày sầu. Thật ra nhiều khi mình lấy một cái câu đó làm cái đề mục để giúp cho mình nhiếp tâm. Pháp Hòa nhiều khi tụng kinh, có một lần ở lễ 500 lại,
Thì lễ đâu còn được mấy chục lại, cái mình mệt mình muốn nghỉ. Mà có là nói bây giờ á, nếu mình nghỉ một cái á, nó lỡ dở cái bữa kinh mà thí dụ mình không còn sống nữa thì mình đâu được trọn cái này. Hồi nhỏ mình hay nghĩ vậy, làm gì mình muốn làm để giúp cho mình vượt cái đó, Pháp Hòa hay suy nghĩ mấy cái đó. Thì cái đây là cái cách của Pháp Hòa thôi. Nhưng mà nhờ mình thấy á, những cái quán chiếu là khi mình suy nghĩ một cái điều gì, nó làm cho mình đưa hết tâm mình vào trong đó. Thí dụ như mình lấy con mình làm đối tượng, mình làm khi mà con mình nó bệnh đi, mà người ta bảo là mẹ phải làm này, ba phải làm kia, quý vị sẽ thấy là lúc đó mình làm một cách rất nhất tâm. Cho nên chữ nhất tâm nghĩa là tâm mình an trụ. Nhưng mà như thế này, thí dụ lỡ mình đang ngồi tụng kinh ha, suy nghĩ ra, suy nghĩ lát đi chợ, lát gì đó, không sao hết, không to lỗi gì hết. Suy nghĩ vậy xong, ồ tôi đang tụng kinh mà, đem tâm trở về lại. Chứ không có tội, đừng có sợ là trời ơi, mình tụng kinh mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, tội. Bình thường nguyện nguyên ngày sao không sợ tội. Nhưng mà đây là một sự cố gắng, mình khắc phục, mình đưa mình làm cho cái tâm mình nó tịnh. Đang ngồi tụng một tiếng đồng hồ chứ nó loạn cũng 10 lần không sao hết, cứ một lần nó phóng là một lần đem nó về. Và cách tu tập của chúng ta, đến khi nào mình thuần thục, đến khi nào mình thuần thục. Cho nên á, cái sự hành trì của mình mỗi ngày rất là cần. Pháp Hòa nói á, mới ăn chay khó ăn lắm chứ đâu phải dễ. Chỉ trừ người nào mà không có khó khăn là cái căn tánh về cái phương pháp ăn chay của họ nó hay. Có nhiều người mới ăn xót ruột, thèm, đâu có sao đâu. Mình là một chúng sanh bắt đầu tu mà còn thèm mặn là một chuyện rất bình thường, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mình đã thành công ở cái chỗ là chúng ta đã khắc phục, đã vượt qua. Chứ chúng ta không tùy thuận, thì khi mà chúng ta tùy thuận là chúng ta bị các cái tâm loạn đó nó lôi mình. Còn chúng ta không bị thì chúng ta biết rằng mình đang đưa tâm mình trở về. Thưa đại chúng, độ một người khó lắm, độ tâm cũng vô cùng khó khăn. Mà cái tâm mình nó thiên hình vạn trạng lắm chứ đâu phải đâu. Nội mà cái tâm tham thôi là đã một cái khổ rồi. Tham danh nè, tham ăn nè, tham ngủ nè, đủ thứ hết. Tham tài, tham sắc, vân vân. Cho nên không phải đơn giản. Và vì vậy mà các tổ thường hay đưa pháp này pháp kia ra, cũng không ngoài mục đích giúp cho mình nhiếp cái tâm. Thầy có dự định tổ chức chuyến hành hương qua Ấn Độ trong năm nay không? Dạ thưa có, tháng 11 năm 2020. Nhưng mà sẵn cũng báo tin vui là chuyến đi không có đi. Một mình em thì không sao, em dẫn 200 người đi mà có chuyện gì sao em chịu nổi. Thôi, thật ra thì Pháp Hòa có chương trình đi năm nay, nhưng mà bởi vì Pháp Hòa suy nghĩ á, nếu như mình đi là khoảng tháng 3, tháng 4 là mình phải bắt đầu trả các cái khoản tiền, bởi vì gần 200 người đi. Thì bây giờ ví dụ một cái vé máy bay lên tới cả ngàn mấy một vé, mà 200 vé là quý vị tưởng bao nhiêu tiền. Mà nếu mình cancel mà mỗi một vé mất 300 thôi là cũng rất nhiều tiền. Mà trong cái đó mình đã thấy trước sự việc có thể nó không ổn, thì thôi mình không có miễn cưỡng, đi thì dịp khác cũng được, thấy không? Dạ, nhưng mà thường khi đi khi nào ít thông báo lắm, cho nên đừng có hỏi. Nam Mô Di Đà Phật. Con xin thầy giải thích cho con hiểu là có khi thầy là thượng tọa, có khi thầy là đại đức. Vậy thầy thượng tọa hay đại đức? Mô Phật. À, trong này hỏi vậy thượng tọa đại đức khác như thế nào? Thưa đại chúng, em không thượng tọa, cũng không đại đức. Em thích nhất một chữ thầy.
Chào quý vị đi đâu cũng gặp Pháp Hòa, là thầy Pháp Hòa là em vui rồi, không cần thượng tọa đại đức gì hết. Nhưng mà ở trong đạo, đây là Pháp Hòa giải thích theo cái cách hành chánh của Phật giáo Việt Nam để cho các vị hiểu thôi. Còn cái Pháp Hòa chỉ mong là mình được một chữ thầy là mình hạnh phúc rồi, chứ còn quý vị đừng có bận tâm gọi Pháp Hòa là chữ gì hết á. Chữ đó mà sợ mai mốt vài chục năm gặp nhau còn lẫn tới lẫn lui. Có con bác đó Pháp Hòa vô thăm, ô cháu mới tới. Cái mấy người con nói, má thầy sao má kêu vậy? Không phải sao, bằng tuổi cháu tao mà. Vui không? Vui. Mình được làm cháu mấy bác là mình hạnh phúc rồi. Thật ra cái thời Đức Phật á, chỉ một chữ thôi, đại đức. Như đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên. Còn những bậc trưởng thượng thì chúng ta gọi là thượng tọa, hay là trưởng lão, già nữa kêu là trưởng lão, chứ không có hòa thượng. Nhưng mà sau này những cái từ như thượng tọa, đại đức đó, nó nằm ở trong luật giới chúng ta gọi. Và sau này giáo hội thành lập thì giáo hội mới quy định một vị nào mà 20 tuổi đời, từ khi bắt đầu thọ tỳ kheo giới đó cho đến 20 năm sau, khoảng thời gian 20 năm thì vị đó gọi là đại đức. Rồi nếu mà vị đó đã thọ tỳ kheo được 40 năm trở lên, sau 20 năm gọi là thượng tọa. Từ 1 năm cho tới 20 năm là thượng tọa, là đại đức. 20 năm trở lên gọi là thượng tọa, cho tới 40 năm thì từ 40 năm gọi là hòa thượng. Đó là mình nói theo tuổi đạo. Còn tuổi đời á, ít nhất cái người đó phải 20 tuổi trở lên. Tức là người ta phối hợp cả hai phần. Nếu nói về đời thì phải là 20 tuổi đời trở lên. Còn nếu nói về đạo thì phải là 10, cho từ 1 tuổi đạo cho tới 20 tuổi đạo. Ví dụ bây giờ một cái vị đó 60 tuổi đi tu, tuổi đời hơn chưa? Hơn rồi. Nhưng mà tuổi đạo đủ không? Không. Thì vẫn gọi vị đó là đại đức thôi, dù người đó 60 tuổi, thọ tỳ kheo 60 tuổi. Nếu vị đó mà còn sống cho tới 20 năm nữa là 80 tuổi, chừng đó gọi là thượng tọa. Còn hòa thượng là phải 60 tuổi đời trở lên và 40 tuổi đạo. Còn các vị ni á, là ít nhất là phải 20 mấy tuổi đạo mới gọi là ni sư. Bên này là sư cô, tương đồng với đại đức. Một bên là thượng tọa, bên này mình gọi là ni sư. Còn lên nữa thì gọi là ni trưởng, tương đương với hòa thượng. Nhưng mà những từ đó là chúng ta gọi trong trường hợp hành chánh, nghi lễ. Còn gần gũi nhau quá, biết nhau quá thì chúng ta gọi một tiếng thầy là gần gũi và không hề phạm lỗi. Ví dụ bây giờ có một vị già lớn tuổi đến, mình cũng không biết vị này là hòa thượng hay thượng tọa hay đại đức gì, mình gọi thầy. Còn không thì mình trân trọng quá thì mình nói dạ bạch thượng tọa. Thì vị đó nói dạ không, tôi không phải. Thì mình đính chánh. Cho nên nhiều khi mình gọi hơn cái vị đó người ta nhận, thì đôi khi người ta đính chánh lại. Chứ cái chữ thầy là đơn giản. Chứ còn bây giờ cũng khó lắm, tại có những vị cư sĩ mà, nhưng mà các vị đã tu thọ Bồ Tát giới rồi cũng nguyện xuống tóc ở nhà tu tại gia vậy đó. Thì mình nhìn các vị cũng, mình đâu có biết, có nhiều vị Phật tử nhiều có tướng đẹp lắm, tướng đẹp như người xuất gia vậy đó. Cho nên nhiều khi mình cũng lầm. Một thiền sinh hành thiền quán làm thế nào biết chắc rằng mình thấy đúng thực tánh hay chưa? Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, tu thiền là mình có khả năng nhận biết. Chỉ cần mình có khả năng nhận biết hiện tại như là, mà không đặt vấn đề là chừng nào hay là bao lâu. Nhiều khi người ta chỉ cần tu tập một tuần, người ta đủ khả năng người ta sống với cái pháp hành đó. Chứ cái này nó cũng tùy vào cái căn cơ, sự thực tập của mỗi người. Một người hành thiền quán có cần một thiền sư trực tiếp chỉ dẫn hay cần tham khảo kinh sách? Dạ thưa cả hai. Nhưng mà nhất là mình cần có một vị thầy hướng dẫn cho mình. Mà bất cứ cái gì cũng vậy, mình nên có một vị thầy hướng dẫn vẫn tốt hơn. Ít nhất là phần căn bản, để chúng ta biết chắc rằng mình được sự hướng dẫn rõ ràng. Có đôi khi sách vở người ta viết
Có thể là mình mường tượng, mình chưa có nắm rõ được cái ý, thì mình có một vị thầy để mà mình hỏi thì người ta vẫn, nó vẫn chắc chắn hơn. Còn trường hợp không có thì mình phải đọc sách, và phương tiện thì mình có thể mình tìm những vị đó qua phone để mình, để mình học. Xin thầy Quang Hỷ chỉ dạy chúng con làm sao để chuyển thức thành trí. Dạ thưa đại chúng, hằng ngày chúng ta sống là chúng ta sống bằng cái thức. Thức là gì? Là nhận thức. Mà có nhận thức là có phân biệt. Ví dụ như đây là hoa hồng, đây là mới nhận thức nha. Bắt đầu phân biệt nó xanh nè, hoa hồng màu đỏ đẹp hơn hoa hồng trắng, vân vân. Tức là nhiều khi mình nhận biết thì cái liền cái tiếp là gì? Phân biệt. Thí dụ vừa đưa muỗng cơm vô nhai mới biết ngon ha, mà hơi mặn. Nó phải thêm cái hơi gì đó, hơi ngọt, hơi mặn, hơi lạc, cay quá, gì gì đó. Thành thử ra mình đa phần là sống bằng cái thức phân biệt. Còn cái trí là gì? Nhận biết xong phải không? Chấm ngay đó. Không để cái thức nó dẫn mình đi xa nữa, thì gọi là chuyển thức thành trí. Và cái trí là cái nhận biết mọi việc như là mà không thêm thắt. Pháp Hòa ví dụ như có một lần tổ ngài Hoàng Nhất, ngài ăn cơm của ông Quang. Thì ông Quang kia thấy ngài ăn củ cải muối với cơm mặn. Ông nói gì hết, lát nữa thì ông vô ông uống nước lọc với ngài đó. Thì ông mới hỏi là hòa thượng, hồi nãy sao mà ngài ăn cơm với lại củ cải muối nó mặn quá, mà ăn cái gì? Thì hòa thượng nói mặn nó có cái ngon của mặn, bây giờ uống nước lọc á, nó có cái ngon của nước lọc. Pháp Hòa ví dụ như á, mình uống nước trà, uống cà phê, uống tất cả các thứ nước, nhưng mà cái nước mình cần nhất trong cơ thể là gì? Nước lọc. Và không cái gì qua nước lọc. Nước lọc là không có từ chối ai hết, và không người nào từ chối nước lọc cả. Nước gì có thể bị dị ứng chứ nước lọc là không có dị ứng. Thì cũng như vậy, cái trí này là nước lọc mà. Còn cái lăng tăng khác gì này, chẳng qua là pha trộn thôi, pha với cái lá gì đó gọi là trà, mà nó cũng không dừng ở cái trà nữa. Trà Đài Loan, trà Mốc Câu, trà gì đó, nó cũng không dừng ngay đó. Thành thử ra chúng ta, mà không ai nói nước lọc, lọc gì vậy? Nước lọc là nước lọc thôi. Thành thử ra thưa đại chúng là mình chuyển thức thành trí là vậy đó. Trí là trí tuệ, là nhận biết mọi việc như là, mà không có cái tính cách pha trộn so đo. Đa số là mình so đo. Thậm chí bất cứ cái gì mình cầm lên, dù là kinh điển, thầy giảng gì, mình ngồi đó chứ cái sự so sánh mình nó liên tục, nó diễn biến. Cho nên quý vị biết tại sao mình thỉnh chuông mỏ có 4 tiếng cuối không? Cốc, 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 cốc. Chuyển 4 tướng sanh, lão, bệnh, tử thành ra tứ trí. Tứ trí là 4 thứ trí mà do chúng ta chuyển những cái thức, 8 thức chuyển thành tứ trí. Nên mình tụng kinh dứt tứ là vậy đó. Dứt 4 cái tướng khổ của chúng sanh là sanh, già, bệnh, chết, để chuyển thành ra 4 trí của bậc tu hành. Diệu quan sát trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Đó là 4 trí mà người tu cần có. Và thí dụ nói một cách đơn giản là đại viên cảnh trí là gì? Cảnh là cái kiến. Như một cái kiến nó thu hết tất cả các cái hình ảnh vô kiến, nhưng kiến chỉ có công năng thu hình ảnh mà không có phân biệt, rõ mồn một. Như nè, thí dụ như mình nhìn xuống một người con của mình, 5 đứa con của mình, mỗi đứa mỗi tánh, và mình biết rằng mình có duyên với 5 chủng tánh này, và mình cần phải làm sao để nhiếp hóa nó, chứ không nói thằng này nó dở hơn thằng kia nó dễ thương hơn nọ. Thấy không? Thành ra mình có so sánh như vậy là bắt đầu có phân biệt. Mà mình chỉ cần nhận biết tất cả chúng sanh khổ nào nó cũng giống nhau. Cho nên Bồ Tát tại sao độ mình một cách dễ? Là vì các ngài không có phân biệt. Nói Bồ Tát ơi con đau răng quá. Nói thôi ít ít rồi, từ từ. Nhưng mà cái người đau răng của nó con là khổ nhất á. Trên đời này không có cái gì khổ bằng đau răng. Cái anh kia anh mới nói trên đời này không có gì khổ bằng đau chân.
Rồi cái anh nọ nó không có gì khổ bằng đau lòng. Nhưng mà đã là đau rồi thì phải khổ thôi à. Có cái khổ nào dễ chịu đâu. Khổ nào cũng không dễ chịu cả. Và bây giờ mình nè, cái mà mình vui đó là một trạng thái dễ chịu, vui vẻ đúng không? Nhưng mà cái vui vẻ nó thường không? Thường không? Không. Vậy thì khi chúng ta vui, chúng ta biết mình đang vui. Chúng ta đang buồn, chúng ta biết chúng ta buồn. Và trạng thái buồn vui này cả hai đều vô thường. Đó là trí. Tết năm nay Pháp Hòa có làm một câu kệ bỏ trong máy bao lì xì. Trong đó có một câu: buồn vui cũng có hạn, tại bạn không chịu buông. Thành công hay thất bại cũng không khỏi vô thường. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho các con biết rõ thế nào là bố thí ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn, nghĩa là viên mãn rốt ráo. Bố thí ba la mật có ba phương diện: người cho là mình, của cho là vật chất, và cái người nhận. Cả ba người, ba thứ, người cho, người nhận và của cho, mình đừng thấy có cái nào trọng cả. Mình là người cho, chẳng qua là mình có được một chút may mắn hơn, có của để cho. Và mình rất may mắn là trong lúc này mình có của này để mình cho. Và mình rất may mắn là người đó đến xin để mình có cơ hội cho. Và cái người xin mình không phải là người thọ ơn mình, mà mình là người thọ ơn của người xin. Tại vì nhờ họ xin mình mới có cơ hội bố thí. Còn nếu mình thấy tôi là người ra ơn, đây là người nhận ơn, đây là của trung gian để tạo ra cái ơn nghĩa hai người, thấy cái đó rồi mai mốt mình so sánh nó, cái món này nó mắc, nó rẻ, thì mình tự khổ. Thì cũng cho nhưng mà chưa ba la mật. Xin phép sám hối, nhiều khi nói đùa nó không ba la mật mà ta làm gì trật cái ba la làng. Còn nếu mà chữ ba la mật là gì, tiếng Phạn là paramita, là trọn vẹn, là rốt ráo, cách nào mình sử dụng cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Quý vị thấy cây dừa không? Thân dừa xài được không? Lá dừa xài được không? Củ hủ dừa xài được không? Vỏ dừa xài được không? Nước dừa xài được không? Cái dừa xài được không? Ba la mật. Cây mít cũng thế. Lá mít, cây mít, vỏ mít, sơ mít, hột mít, thịt mít. Cho nên gọi là paramita. Và bây giờ cái trái đó nó lọt về tới Việt Nam, mình thấy nó dài dòng quá, mình kêu gọn lại mít. Chứ nguyên thủy nó là paramita. Vì cái gì mà xài, sử dụng viên mãn rốt bao, bất cứ khía cạnh nào là ba la mật hết. Cho nên cái thân này nè, mình còn sống đây ha, mình nấu cơm nè, mình quét nhà, mình lau nhà, mình làm đủ thứ hết. Thậm chí bây giờ mình ngây đơ, mình chết ra, y học sử dụng được luôn. Thân này ba la mật, bố thí ba la mật. Bây giờ mình tụng một thời kinh cho người ta, mà tụng sao mà người sống nghe cũng hạnh phúc, mà người chết nghe cũng hạnh phúc, bằng chứng là nằm đó chứ không có phản kháng. Tức là mình tụng, mình đi đám tang á, nếu mình khéo sử dụng đám tang cũng là một ba la mật. Vì sao? Vì mình tụng như thế nào mà mình mượn cái người mất để mình làm cái đối tượng khai thị. Nhưng mà thật sự chủ yếu là làm sao cho người sống họ minh được cái điều mình nói. Tụng ra thời kinh, sống chết lợi lạc hết. Tụng vậy đó. Cho nên đi một cái đám tang vẫn ba la mật được như thường, vẫn là bố thí ba la mật như thường. Cái thời pháp mình nói ra phải lợi lạc cho nhiều người. Cho nên thưa đại chúng, không phải là bố thí cho của mới là bố ba la mật đâu. Hằng ngày mình sống mình làm gì để ba la mật? Pháp Hòa ví dụ như á, mình nấu cơm cháy, trên đít nồi nó dính á, rót một miếng canh vô ngâm chút cho nó mềm, mình cạo cái lớp cơm đó mình ăn, không bỏ một hột, ăn cơm ba la mật.
chứ không phải là gọi là mình làm cái gì ghê gớm. Nó là ý ở đây là mình làm cái gì nó trọn vẹn, tự lợi lợi tha viên mãn. Mình cho người ta là phước của mình có của. Có nhiều khi mình muốn cho mà không có. Rồi bây giờ người, nhưng mà nhờ người đó tới xin mình, như vậy người đó cũng là một đối tượng cho mình tạo phước chứ. Họ cũng là một phần đó, họ đóng góp một phần phước của mình, chứ không phải là mình là người gia ơn gì cả. Thấy được như vậy thì cái nó nhìn nó viên dung, mà mình trân trọng. Cho mà phải có sự trân trọng. Của cải, nội dung, hình thức phải viên mãn. Thí dụ mình tổ chức lễ Phật đản phải không? Hình thức tụng kinh, tấm Phật, vân vân, đó là hình thức. Nhưng nội dung, người Phật tử tới giữ cái lễ đó, họ tiếp nhận được cái gì sau một cái ngày lễ Phật đản đó? Cho nên hình thức và nội dung phải có đủ. Ba la mật đó. Con cho con hỏi, khi nghe kinh một vài phút con cứ buồn ngủ là sao? Cái này em chưa trả lời được, tại em cũng buồn ngủ lắm. Con có một tượng Phật rất đẹp bằng đá màu đen. Khi con về Mỹ thì ngày hôm sau mẹ con qua đời. Có người nói rằng tượng Phật màu đen không tốt, không đem may mắn đến cho con, có đúng không? Dạ không đúng. Bằng chứng chùa này cũng Phật đen lắm. Thưa đại chúng á, tượng Phật là một vật thể mà do chúng ta tạo bằng bất cứ một cái vật liệu nào. Không phải Phật màu đen mà mình xui. Vậy tại sao thường ngày mình mặc đồ đen đó mình không nói? Không, mình đi đám cưới mình cũng mặc nguyên bộ đồ vest màu đen cũng có sao đâu. Nói chung là không phải do màu sắc gì cả, mình đừng có nghĩ như vậy. Rồi mình tự mình có một cái khó chịu hay là một cái ân hận, ví dụ tất cả mọi việc là duyên hết. Đâu phải mình mang tượng Phật đó về mẹ mới mất. Bây giờ mình không mang tượng Phật, một ngày nào đó mẹ cũng phải mất. Cho nên đừng nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy rồi tự mình lệch lạc cái ý nghĩa đó, rồi mai mốt á, người ta thấy đạo Phật mình á, nó lạ lạ vậy đó. Cứ mấy cái chuyện như vậy nó xuất hiện trong đạo hoài. Thật sự người Phật tử chân chánh, có chánh tính rồi thì mấy cái này nó không có tác dụng gì với mình đó. Phật pháp là quan trọng là mình làm sao ngay trong đời sống này chúng ta có an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Sống an lạc, hạnh phúc bây giờ và khi mình mất cũng nhẹ nhàng. Mình thấy rõ các pháp nó diễn biến như thế nào, nó thành trụ như thế nào mà chúng ta không mục. Như hồi nãy, hồi sáng vào thưa ngày mãn giác vậy đó. Xuân đi trăm hoa đến, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai. Sự việc nó là vậy đó. Bây giờ quý vị thấy mùa đông thì cây nó trụi lá thì đâu thể nó chết đâu, phải không? Chẳng qua nó ẩn tàng cái tướng rụng lá gì, nhân duyên thời tiết chưa đủ ấm để nó phát sinh. Ráng một câu nữa nha. Bạch thầy, nếu bố hay mẹ bị stroke không ăn uống được, nằm một chỗ trên giường bệnh 100%, đã 2 năm, con cái quyết định ngừng hay rút feeding tube để bệnh nhân không còn đau đớn thể xác và mất nhanh chóng hơn. Bố hay mẹ đồng ý, như vậy con cái có bị nghiệp hay tội bất hiếu không? Dạ thưa không. Cái việc này là do người bệnh cũng đồng tình, và mình biết rằng mình giữ một cơ thể không còn tiếp tục sự sống khỏe mạnh được nữa, thì cái này là sự đồng tình của gia đình và nhất là người mất. Thì không có, mình không có phạm cái tội bất hiếu, hay là thứ nhất là luật pháp họ cho mình quyết định, thứ hai là gia đình đồng tình, kế nữa là người chính đương sự bệnh nhân họ cũng quyết định như vậy. Thì cái đó nó khác đi với cái chuyện là mình cố tình, như hơn nữa mình đâu có làm gì, mình chỉ dừng không treatment nữa để cho cái vị đó đi trong cái nhẹ nhàng.
còn cho thuốc thì cứ duy trì như thế mà vẫn đau nhức khổ đau chứ không có khá hơn, chứ mình không có làm gì hơn hết. Không phải mình chích cái đó làm cho họ bệnh hơn, không phải vậy. Kính thưa thầy, chú Đại Bi thần chú rất linh mà con thường xuyên niệm, nhưng có lúc trước khi vào phòng ngủ con quên và con niệm, có tội không? À, tức là mình niệm chú Đại Bi rồi nhiều khi vô phòng ngủ cũng niệm luôn, không biết có tội không? Dạ không có sao, mình quên mà. Mà dù có nhớ cũng không sao hết. Cái chuyện mình hành trì hằng ngày, sáng mai thức dậy và sau khi đi ngủ, con bỏ vào máy để nghe thầy tụng. Khi tắt hết tụng rồi và con còn nghe tiếng tụng của thầy. Này hơi ớn nè. Nhưng mà quan trọng là con ngủ rất ngon. Trong kinh Lương Thủy Sám ở phẩm 56 có nói tất cả vợ chồng con cái, anh chị em, bố mẹ họ hàng, bạn bè đều là oan gia trái chủ, làm sao chúng con giải được oan gia này? Thưa đại chúng, nói như vậy là để như thế này nè, là người ta nói rõ nè, oan gia trái chủ. Thật sự ra đó, chữ trái là nợ. Chữ trái là nợ. Có nhiều khi mình người này nợ người này, người này nợ người kia. Mà thật ra trong cuộc đời này á, chúng ta gặp nhau, bây giờ tạm nhận chúng ta gặp nhau là oan gia trái chủ đi. Nhưng nếu mình có tu rồi thì mình đâu còn nhìn nhau là oan gia trái chủ nữa đâu. Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa đâu có giao kèo với thầy trụ trì ở đây đâu. Mà lần nào qua đây thầy cũng réo hết á. Hỏi là ông không lẽ mỗi lần gặp nó quan gia ngõ hẹp. Thí dụ như bây giờ mình, nếu mà mình tạm gọi là mình sống mình nợ nhau đi, mà thật sự không có nợ đâu có gặp, không có duyên đâu có gặp. Pháp Hòa nói là bây giờ Pháp Hòa với quý vị đời trước cũng đã từng gặp rồi, cho nên đời này mình gặp nữa, mặc dù Pháp Hòa ở tận Canada, nhưng mà lần nào qua đây cũng đều là các vị đến thăm viếng và thương và lân mẫn. Nói chung là nếu mình không có duyên với nhau, mình đâu có gặp nhau. Và duyên này là duyên lành hay duyên gì? Lành. Thành thử ra mình, cái quan trọng là cái cách nhìn, cách chuyển của chúng ta. Hoặc là nếu thật sự việc đó đến với mình đều là những hình thức của oan gia trái chủ. Vì vậy cho nên chúng ta cần tu tập. Thí dụ trong này nói nè, bây giờ nếu mà mình nhận là tất cả đều oan gia trái chủ thì mình làm gì? Mình mới sám hối, mình tu tập đó. Thí dụ như bây giờ họ hồi trước không biết tu gì hết đó, là mình có thể gây gỗ chửi bới không ai nhịn ai. Nhưng bây giờ nhờ mình nó thôi, càng kết thì càng chặt, càng siết thì càng chặt thôi. Bây giờ tôi lơi một người, mà một người mà lơi thì cái việc nó sẽ khác đi. Cho nên á, một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Thật là quan trọng là do mình. Cho nên nói là để chúng ta nhận cảm, nhưng mà rồi chúng ta tự phải biết rằng không có cái gì quá giải cho bằng sự tu tập của chúng ta. Kinh Pháp Cú dạy nè, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó hại tôi, phá tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ngược lại, nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, hiềm tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Cho nên cái vấn đề ở đây của chúng ta là chúng ta biết quán chiếu để nhìn. Thưa, không phải vợ chồng không đâu. Bây giờ quý vị đi làm trong hãng đó, ít nhất quý vị cũng sẽ gặp một đối tượng. Người này thường hay làm phiền mình bằng nhiều cách, thậm chí ngang ngược nữa. Nhưng mà nếu như mà mình cứ chạy kiểu đó thì cả đời này mình không giải tỏa được gì hết, vì mình chưa thật trải nghiệm cái đó. Và Pháp Hòa hay nói đùa, mình hướng cái tâm mình chỗ khác. Người ta kiếm chuyện,
Mình nói không, tôi vô đây kiếm tiền, tôi không phải vô đây kiếm chuyện. Thành thử ra mình lướt được để mình sống, mình đi làm việc. Đại khái là vậy. Còn câu nữa giải quyết không? Sáng thực tập nhẫn nhịn, vì mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Mình chỉ cần sống tốt, làm gương cho người làm theo thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Hai, nhiều lúc con bị kẹt giữa hai luồng tư tưởng. Một là ráng thực tập nhẫn nhịn, vì mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Mình chỉ cần sống tốt, làm gương cho người làm theo thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Hai là mình phải đấu tranh cho những sự bất công trong xã hội, vì mình không lên tiếng thì người khác chưa chắc lên tiếng cho mình. Sự bất công sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn ảnh hưởng đến thế hệ con cháu và những người xung quanh. Xin thưa là con không nói đến chính trị mà chỉ nói đến những việc xảy ra hàng ngày. Thí dụ như con mình đi học bị người ta kỳ thị vân vân. Xin thầy phân tích thêm để con được sáng suốt hơn trong vấn đề thực tập pháp nhẫn cho đúng. Thưa đại chúng á, tất cả các cái pháp ứng dụng nó cũng tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh con người mà có đôi lúc chúng ta phải đối cơ. Đối cơ là gì? Nếu mà cái căn cơ người đó cỡ đó, đôi lúc mình cũng phải đối lại để cho người ta hiểu được vấn đề. Như trường hợp thí dụ như kỳ thị, ăn hiếp, mình phải lên tiếng chứ. Mình lên tiếng nhưng không có thô lỗ. Mình lên tiếng trong sự nhẫn nại, trong sự chờ đợi, nó khác à. Mình ào ào, mình nói những lời rất là khó nghe để gọi là đấu tranh, không phải vậy. Mình đấu tranh có lý lẽ, có thực tập, có chánh niệm, có lịch lãm, thì cái đó không gọi là chúng ta gọi là không nhẫn. Còn ví dụ như mình la làng lên, mình nói những điều khó nghe, mình dùng từ ngữ không phải là một người có văn hóa, có đạo đức thì không nên. Trong cuộc sống này cái gì chúng ta cũng có thể lên tiếng hết. Thậm chí quý vị đến chùa, quý vị thập thầy trụ trì làm gì đó, và với tinh thần Phật tử mình vẫn có thể góp ý với thầy, nhưng mà cái cách mình góp ý nữa. Ví dụ trước hết nói bạch thầy, trước hết con xin sám hối với thầy, và con biết ơn thầy đã cho chúng con về đây tu tập và hướng dẫn chúng con. Nhưng gần đây con thấy là trong nội bộ mình có những việc này, việc này. Con mong rằng thầy quan tâm và giải quyết để cho chúng con được an lạc nhiều hơn. Đôi lúc thầy ở trên thầy không thấy, chúng con gần gũi dưới này chúng con phải có thấy. Có thể thầy nói không có đâu, tôi là quan sát. Nói dạ bạch thầy, cái nhìn của thầy cũng là một cái nhìn, mà tăng thân là có nhiều người có nhiều cái nhìn thì việc nó phải khác. Nhưng mà mình nói chứ không phải mình nói thầy làm trụ trì kiểu gì mà ở dưới nó sùm thầy không biết. Là bắt đầu không, thầy không nổi lên. Trời ơi, muốn làm gì phải tưới người ta trước chứ, không? Dạ bạch thầy, trước hết con xin sám hối thầy nếu con nói những gì không đúng, và con rất biết ơn thầy đã dẫn dắt chúng con tu tập, và nhờ thầy mà chúng con cũng được một cái bước đường xa như vậy. Nhưng mà gần đây nội bộ anh chị em chúng con có những điều không vui với nhau, đâu phải là lúc nào cũng có, gần đây thôi. Thành thử ra tất cả cái gì chúng ta cũng có thể nói, nhưng chúng ta nói bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn thì chúng ta sẽ tạo ra chánh nghiệp. Và chúng ta đã sử dụng chánh tuệ, chánh niệm ở trong mọi vấn đề. Cho nên nếu mình đi làm, mình đi đến đâu, mình thấy cái điều gì không đúng, mình nói. Mà nói có lý lẽ, nói bài bản thì người khác không làm gì được. Thưa đại chúng, bên Ấn Độ người ta vẫn còn kỳ thị dữ lắm. Nhất là giai cấp, không phải họ kỳ thị mình là người Việt Nam, không. Đa phần ở bển là người ta kỳ, vì sao? Vì người ta sống bằng một cái truyền thống kỳ thị giai cấp cho đến giờ phút này, chứ không phải là ngàn xưa. Người nhà giàu không được tới gần người nhà nghèo. Hôm rồi đây Pháp Hòa đi đám tang, gặp cái ông chủ nhà hoàng là một người Ấn Độ. Thì ông nói với Pháp Hòa đó, tôi muốn làm cái nhà hoàng này
là bởi vì tôi muốn tất cả người Ấn Độ giàu nghèo gì cũng có thể tới đây làm đám tang. Tại vì gần đây trong cái cộng đồng người Ấn Độ ở đây, họ có một cái kỳ thị là nhà hoàng nào mà người nghèo vô làm rồi là họ không vô. Vì họ nghĩ rằng cái nhà hoàng đó, người nhà nghèo đó chạm vào đó rồi, và người nhà giàu họ không vào đó, để họ bị lô cái vị trí họ xuống. Nhưng mẹ của tôi ra nước ngoài lâu, và mẹ tôi dạy tôi là nếu con thực hiện được cái nhà hoàng mà bình đẳng cho tất cả người Ấn, thậm chí người Ấn nào nghèo không có tiền thiêu, cứ nhận họ vô cho họ làm đám. Thì họ nói như vậy đó. Thì có lần Pháp Hòa đi Ấn Độ, thấy một người nhà giàu, hai đứa lột hai chiếc giày đánh một đứa nghèo. Mà nói nó nghèo nó cũng phải, nó đi bán đồ ăn, nó đi bán chuỗi, nó đi bán lá bồ đề. Nhưng mà lỡ nó đi ngang, nó đụng cái hai cái đứa nhà giàu. Thì hai đứa kêu thằng nhỏ lại khoanh tay và lột hai chiếc giày đánh nó, đánh từ trên đầu đánh xuống. Thì Pháp Hòa đang hành lễ ở chỗ Đức Phật chuyển Pháp Luân, mình thấy bất nhẫn quá. Cho nên rồi Pháp Hòa tách đoàn, đại chúng đang lãnh lễ và Pháp Hòa xin đi ra. Và Pháp Hòa tới và nói, anh đâu có làm như vậy được. Và khi mình hiểu biết câu chuyện thì mình lại càng thương đứa nhỏ đó hơn. Suốt cái buổi nó đi theo Pháp Hòa, nó nói bây giờ mà tôi rời thầy một cái là hai đứa kia đánh tôi chết. Và chẳng những như vậy á, và nó nói rằng mấy ngày sau nó sẽ không dám bén mảng tới khu này, tại vì hai người đó có thể đón đường đánh nó. Thì mình thấy là người ta vẫn còn sống trong giai cấp như vậy. Cho nên tất cả chúng sanh, Đức Phật làm một việc mà rất khó làm, đó là giải tỏa giai cấp ở thời đó. Và một trong những việc mà Đức Phật đã làm là gì? Là cho người nữ đi xuất gia. Là vì thời đó người nữ không có địa vị gì trong xã hội hết. Mà bây giờ Đức Phật tiếp nhận họ vào trong một giáo đoàn của người tu sĩ là một điều gọi là đi nghịch với đạo lý của Ấn Độ rồi. Cộng thêm còn đưa họ lên ngang bằng với các vị nam nữa là tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni. Thì làm sao họ chấp nhận được cái chuyện đó? Cho nên Đức Phật buộc lòng phải kết hợp với Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất ra một cái lệ tám bát kinh pháp. Tám cái điều mà người nữ phải phục tùng, không phải là để chen ép người nữ. Nếu mà nói theo đơn giản giờ là để che mắt, để khuất những tư tưởng mà những người đó họ có tâm chống Đức Phật. Và đồng thời nói sâu nữa là Đức Phật thấy được tâm niệm nghiệp lực của người nữ. Phật không đặt cái này thì không thể nào giúp cho người nữ thăng tiến trên đường tu. Cho nên một điều gì Đức Phật làm, Đức Phật nói, nó đều ẩn tàng những cái điều mà Đức Phật suy tư trong đó bằng cái chánh tuệ, chánh kiến, chánh tư duy của Ngài. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể nói làm những điều gì đó, nhưng nếu mình nói cho, mình lên tiếng cho công bình cho xã hội, nhưng mình nói bằng chánh ngữ, mình nói bằng chánh kiến, bằng không chụp mũ, không đàn áp, không kỳ thị, không áp lực, mà mình cho người ta cái nhìn của mình, thì nó phải khác chứ. Thật ra được hết, không sao. Nhưng mà quý vị thấy không, mình có bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu một người Phật tử biết sử dụng tám cái này trong cuộc sống hàng ngày của mình, trước khi nói phải suy nghĩ kỹ là chánh tư duy. Từ chánh tư duy dẫn mình đến cái lời nói đàng hoàng là chánh ngữ. Và mình siêng năng làm điều đó là chánh tinh tấn. Định tĩnh nói điều đó là chánh định. Biết rõ việc mình làm là chánh niệm. Cho nên bát chánh đạo là tám con đường ngay thẳng đúng đắn. Mà nếu chúng ta học được cái đó, ứng dụng được cái đó, thì điều gì chúng ta nói cũng có thể mang lại lợi lạc cho người, dù cái điều đó chúng ta nói nghịch lại ý họ đó, nhưng mình nói có đạo lý. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà ông vua ông chém đầu một người thần dân của ông không? Ông vua này ông rất là cưng cái chú này, là vì chú này có hiếu lắm, cho ông cưng lắm, cho đánh xe cho ông đi.
Thì một ngày nọ một người khác tâu rỗi một cái điều không đúng về anh này, ông vua quyết định chém đầu. Không ai cán gián được hết. Lúc đó có một vị quan bước vô, bẩm hoàng thượng, cái tên này tội đáng chết 100 lần. Và cái tội đáng chết nhất là hắn chết đi mà còn để cho hoàng thượng mang tiếng là vì một chuyện nhỏ mà giết người. Đáng chết quá. Ông vua nói thôi tha cho nó đi, để mai mốt trẫm mang tội không công bằng. Vậy thì ông này can vua hay là xúi vua? Can. Nhưng mà biết được cái tâm lý của vua. Nếu mà vua chặt đầu một người dân thường mà vì để mang tiếng là trẫm vì chuyện nhỏ mà chặt đầu người thì trẫm đâu phải là minh quân. Nhưng mà nói thường ổng đâu có nghe. Phải đánh vô cái tâm lý đó. Cái đó gọi là đối cơ. Hôm rồi Pháp Hòa đi về, có cái anh ở ở xa, anh mới kể, nói thưa thầy, con giận sư cô đó lắm. Hỏi sao giận? Sư cô la con. Hỏi tại sao la? Mới kể câu chuyện. Anh nói có thằng thầy đó tụng kinh, rồi con ngồi con cười sặc sụa vì cái giọng thầy tụng kinh dở ẹt. Rồi cái mấy người kia súng nhau cười. Thì Pháp Hòa mới nói, thì sư cô la anh là phải rồi. Anh nói nhưng mà sư cô la con giữa đám đông, cổ không kiêng nể gì hết, phải kêu cổ kêu con vô chỗ là vắng rồi cổ la con. Pháp Hòa nói vậy cái lúc anh cười thầy đó sao anh không lựa chỗ vắng anh cười? Pháp Hòa mới nói cái đó đó là đối cơ đó, anh biết không? Mình làm ta quê trước đám đông, người ta sẽ cho mình biết quê giữa đám đông là gì. Thật sự cái đó là mình không phải là cố tình, nhưng mà trong một cái ngẫu nhiên như vậy. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là Phật giáo không có biểu mình nhịn là mình phải chịu thua lỗ. Mình không có cái ý đó. Nếu thua lỗ mà chính đáng mình sẽ thua lỗ. Cái chữ thua này đâu có nghĩa là mình bị gọi là bị mất mát cái gì. Nhưng mà mình thấy rằng nói hoài vô bổ. Thí dụ như là hai bên đấu khẩu với nhau, báo chí đồ, lời qua tiếng lại, đâu cần thiết. Cái đó là hí luận. Thậm chí mình nín đi, cho người ta nín luôn, tốt. Cho nên ngài Phú Lâu Na đó, Đức Phật nói nếu ông đi tới chỗ đó người ta đánh ông, thậm chí người ta giết ông thì sao đây? Nói dạ, nếu con chết cho chánh pháp, con vẫn chết. Tại vì chết mà cho chánh pháp, cho chánh nghĩa thì cái chết đó vẫn có cái giá trị. Thì cuối cùng thì qua câu hỏi này chúng ta biết rằng trong Phật Pháp á, chúng ta đừng có lầm là Đức Phật dạy chúng ta thụ động, mà người Phật tử rất là năng động. Chữ năng động là mình gọi là lóc chóc cả ngày phải không? Nhưng mình linh động trong mọi việc. Mình linh động trong mọi việc và mình ứng dụng mọi việc theo cái pháp tu của Đức Phật là bát chánh đạo. Điều gì mình nói, mình vẫn có thể nói như thế nào để người ta thấy được phải quấy đúng sai trong ngoài mạch lạc. Còn nếu như mình nói xong rồi mà người đó vẫn gư gư là lúc đó gì? Ngang rồi. Phải không? Chứ không phải là mình nín để rồi cho người ta lấn lướt mình, mà mình cũng không hề lấn lướt ai, nói đạo lý thôi.